Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe sau đây, chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như là đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nha các bạn. Tập 3. Hùng cho Thanh địa chỉ nhà Long. Cô đứng ngồi không yên, chẳng thể nào đợi đến tối. Cô tìm chị chủ xin nghỉ làm. Chị à, nhà em có việc, chị cho em nghỉ một buổi với ạ. Nghe nhà Thanh có việc, chị ấy cảm thấy lo. Có chuyện gì thế hả em? Có phải Tuấn xảy ra chuyện gì không? Nếu cần thì cứ bảo chị giúp nhé. Dạ, Tuấn không sao ạ. Chỉ là em có chút việc riêng cần giải quyết. Chị cho em nghỉ với ạ. Ừ, thế em giải quyết xong mọi việc rồi làm sao cũng được. Thế có cần tiền không? Chị đưa cho. Dạ, không cần đâu ạ. Chị tốt với em như thế này, em không biết lấy gì báo đáp. Chỗ chị em có cái gì đâu mà em ngại. Chị coi em như em gái chị. Chỉ cần đi làm nhiệt tình chút chị vui rồi. Cuộc đời cô từ lúc sống tự lập đến bây giờ gặp được hai người thực sự tốt với mình. Một là chị chủ, người còn lại thì chính là anh. Xuống đi tới chỗ Long, không biết anh bây giờ thế nào. Anh ốm mà không nói gì với cô cả. Vừa thấy Thanh ra khỏi quán, Hùng lập tức gọi điện cho Long. Long vừa nghe máy, Hùng lập tức hỏi: Anh đang ở đâu đấy ạ? Ở nhà. Bây giờ có tính ra ngoài không ạ? Không, có chuyện gì? Nhà anh sắp có khách ạ. Ai thế, khách nào? Anh nói chuyện với em chủ ngữ vị ngữ chút đi. Em có ý tốt tác hợp cho anh với người nào đó. Anh nói chuyện cứ như vỗ vào mặt em ấy. Có chuyện gì cậu nói thẳng đi, tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu. Nếu anh muốn biết thì cứ ở yên nhà. Mà thôi em tắt máy đây, chúc anh thành công nhá. Cậu có chuyện gì thì... Alo, này này này. Lòng gọi nhưng không thấy Hùng nghe máy. Càng lúc không coi anh ra cái gì cả. Vừa định xuống bếp rót cốc nước để uống cho hạ hỏa, Lòng có điện thoại. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, anh bất giác nhíu mày. Alo, anh đến trắc viện một chuyến đi ạ. Có chuyện gì thế? Bố anh đang ở đây. Ông ấy muốn làm gì? Ông ấy muốn giải tán chỗ này ạ. Anh mau đến đây đi. Long lập tức lấy xe đi tới đó. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, anh đang rất tức giận. Nơi đó do anh gây dựng, ông ấy lấy cái quyền gì mà đòi giải tán chứ? Long tới nơi, thấy ông ấy đang ngồi trên ghế, vẫn quay lưng phía anh. Vẫn là cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy. Bố. Ông ấy quay người nhìn Long cười nhạt. Bố đoán không sai, nơi này chính là điểm yếu của con. Bố muốn làm gì? Không phải con mở chỗ này lấy từ tiền lãi công ty à? Nó là một phần tiền của bố. Bố muốn giải tán nó, con thấy thế nào đây? Bố không phải người kinh doanh à? Nơi tạo ra lợi nhuận, nơi đó được ưu tiên. Bố đang vì chuyện chúng ta sẵn sàng vứt bỏ đi nơi này ư? Một nơi đào tạo vệ sĩ có hay không đâu quan trọng. Cho dù tạo ra lợi nhuận thì sao? Cho dù nó là cái vỏ cứng để bảo vệ công ty thì sao? Bố có thể tạo ra nhiều cái vỏ cứng khác hơn nhiều. Con không nghĩ bố là người như thế. Để đạt mục đích của mình, người ta có thể làm nhiều chuyện hay ho hơn con ạ. Nhưng bố có thể cho con một cơ hội. Bố muốn nói gì? Nếu con muốn giữ lại trung tâm này, con phải từ bỏ con bé đó. Nếu con không muốn từ bỏ cả hai thì sao? Con đừng có mơ. Chỉ cần bố nói, sẽ không bao giờ được bên cạnh con bé đó. Con nói cho bố biết nhé. Bố muốn làm gì con cũng được, nhưng không được động đến cô ấy. Thì sao? Con nói rồi đấy, cô ấy chính là giới hạn của con. Và con vì con bé đó bất chấp, kể cả trở thành thằng con bất hiếu à? Con từ bé không có tình thương của gia đình. Bố coi con chẳng khác gì một con robot để lập trình tất cả những gì bố muốn. Con chưa từng cầu xin bố chuyện gì, chỉ lần này thôi. Bố để con tự quyết định tình cảm của mình. Không được. Con bé đó chắc chắn nó hủy hoại tương lai con. Bố không thể để chuyện đó xảy ra. Tương lai là gì thế bố? Là những tháng ngày cô độc, sống không còn biết cảm xúc à? Chỉ cần có tiền tự khắc hạnh phúc con ạ. Ngoài kia thiếu gì, tùy tiện chọn cũng được một đứa ngoan hiền. Con không sống cuộc sống giống bố. Không bao giờ có chuyện để cho người mình yêu uất ức đến lúc lâm bệnh mà chết. Mày bất hiếu. Bố làm tất cả cũng vì muốn tốt cho mày. Mày không biết à? Mày muốn bố tức chết đúng không? Bố lấy bà ấy con không cản. Bây giờ con lấy ai bố cũng đừng ý kiến. Con nhắc một lần nữa lần cuối cùng. Bố động đến cô ấy coi như bố mất đứa con trai này. Con không bao giờ tha thứ đâu. Lòng rời khỏi đó là lúc Thanh bước tới cửa nhà anh. Cô bấm chuông cửa nhưng không ai mở. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng. Liệu có phải anh xảy ra chuyện gì không? Cô lo đến mức cứ thế bấm chuông cửa. Rồi cô lấy điện thoại gọi cho anh. Đáp lại cô những tiếng chuông dài nhưng anh không nghe máy. Cô gọi cho anh không được liền nhắn tin. Cô không cần gì cả.
chỉ mong một chút phản hồi từ anh thôi. Cuộc gọi cho anh không được, nhắn tin không thấy trả lời, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Cô phải trải qua cảm giác mất đi người thân. Chỉ suýt chút nữa thôi vì người cuối cùng còn lại trong cuộc đời cô rời đi. Cô không thể nào không lo sợ được. Cô òa lên khóc như một đứa trẻ, cảm giác lạc lõng như đứa trẻ lạc mất mẹ. Thanh. Cô quay đầu thì anh đứng ở đó. Anh không sao, thực may là anh khỏe mạnh. Xem đứng đây. Cô không nói gì, chạy tới ôm chặt lấy anh. Cô vẫn khóc. Anh chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh vòng tay ôm lấy cô. Có chuyện gì thế? Có phải có chuyện gì xảy ra không em? Em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà. Anh ôm lấy cô chặt hơn. Lẽ ra không nên để cô một mình mới phải. Lẽ ra anh phải ở bên cạnh cô, như vậy không phải rơi nước mắt. Cô trong lòng anh không ngừng nức nở. Sao anh ốm mà không nói gì với em? Anh có biết đâu em gọi anh không được, em lo lắng đến mức nào không? Em cứ sợ có chuyện xảy ra với anh. Nếu anh có chuyện gì em phải làm sao chứ? Long thực không hiểu gì mà. Sao tự nhiên lại bảo anh ốm nhỉ? Anh bình thường khỏe mạnh, mấy con virus làm gì dám tới gặp anh. Rồi Long nhận ra tất cả những thứ này thằng Hùng nó sắp xếp. Thảo nào Hùng bảo anh ở nhà đợi. Cái kế hoạch vớ vẩn thế này cũng nghĩ ra được. Hại cho người con gái anh yêu phải lo lắng đến mức bật khóc. Anh không sao đâu, em đừng lo, đừng lo nào. Không được, em vào bên trong đi. Em xem anh ốm đau thế nào. Anh bảo không ốm, mà cô cứ bắt anh phải ốm là sao nhỉ? Là do cô muốn như thế đấy nhá. Chứ anh không hề muốn làm đũng cô. Anh trả vờ lấy tay xoa xoa đầu cô. Tự nhiên anh cảm thấy đau đầu quá, chắc anh ốm thật. Anh mau vào trong nhà, ở ngoài này gió độc không có tốt. Long đi vào trong nhà, anh ngoan ngoãn nghe lời cô ngồi xuống ghế. Thực ra như thế này cũng tốt, ít nhất anh cũng biết cô có quan tâm đến anh. Cô nhìn thấy bát mì tôm đang ăn trên bàn, lập tức cảm thấy không vui. Anh bị ốm mà còn phải ăn mấy thứ này á? Lúc trước em nhớ anh bảo nhà anh có giúp việc, bây giờ họ không làm ở đây nữa à? Anh chưa từng thuê giúp việc, anh không thích người lạ trong nhà mình. Ở một mình thế này ăn uống cũng bất tiện. Anh xem, anh ốm thế này ăn mì tôm, không biết lo cho sức khỏe của mình gì chứ. Mặc dù cô mắng anh thật, nhưng không hiểu sao lại thấy vui chứ. Có bát mì tôm này, cô không biết anh vất vả thế nào mới có thể nấu được nó đâu. Anh đang muốn học cách sau này nấu cơm cho cô ăn, sa sẻ việc nhà với cô. Nếu cô không tới thì anh cũng sẽ đi tìm. Thực sự nhớ cô đến sắp phát điên rồi. Bây giờ cô đứng trước mặt anh chỉ muốn ôm lấy cô, không bao giờ buông ra nữa. Anh đang nhìn cô thì cô quay lại hỏi anh. Mà sao anh ốm còn ra ngoài làm gì? Em gọi anh cũng không nghe, lúc đó em rất lo lắng đấy. Cô nói thế khiến anh cảm thấy anh ấy. Điện thoại anh để chế độ im lặng, hở được tâm trạng anh lúc ấy rất không tốt, nên anh không để ý những thứ xung quanh. Nếu anh biết cô gọi, dù xảy ra chuyện gì cô không để cô phải đợi. Anh xin lỗi, anh đi giải quyết công việc một chút. Em đến lâu chưa? Cũng không lâu. Mà anh muốn ăn gì em nấu cho anh. Anh ăn gì cũng được mà. Em nấu cháo cho anh nhé. Người bị ốm phải ăn đầy đủ mới mau khỏi được. Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, không kìm lòng được ôm chặt lấy cô. Vì hơi bất ngờ cô định để anh, nhìn ôm lấy chặt hơn. Chỉ chút thôi, anh thực sự rất mệt đấy. Tất cả mọi thứ xảy ra không theo ý của anh. Anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không phải người thừa kế thừa kiếc gì hết. Thôi đừng buồn nữa, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Giống như lúc gặp khó khăn anh phải bán nhà, bây giờ anh có thể mua lại, sẽ không sao đâu mà. Thực không nghĩ người đàn ông này có lúc yếu đuối như vậy. Cũng có lúc muốn dựa vào bờ vai người khác, cũng cho cô cơ hội công khai được ôm lấy anh. Nhưng mà nghĩ đến chuyện tự nhiên anh rời đi không nói câu gì, đã vậy làm mặt lạnh với cô thì cô lại buồn. Có phải anh muốn tránh mặt em đúng không? Không phải vậy. Vậy sao bỏ về, em gọi điện nhắn tin cũng không trả lời. Anh xin lỗi, chỉ vì muốn biết nếu anh thực sự biến mất em có đi tìm không. Nhưng sau này anh không làm những chuyện như thế nữa. Anh không muốn chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo mà khiến em lo lắng. Thanh đi nấu cháo cho Long. Anh đứng bên cạnh phụ giúp cô vài thứ. Mặc dù là anh không nấu ăn bao giờ, nhưng trong nhà có vài thứ gia vị thiết yếu, còn đồ ăn là cô mang tới. Cô đứng đâu anh đứng đó, cô đi đâu anh đi theo, đến mức cô bật cười. Anh cứ giống y như cái đuôi ấy. Anh cũng ước mình là cái đuôi của em à? Như vậy thì không bao giờ cách em quá xa. Đúng là hâm. Hình như dạo này anh thấy em gầy hơn. Em phải nghỉ làm hết mấy chỗ làm thêm đi đấy. Nghe lòng nói vậy, Thanh cảm thấy buồn. Em muốn đi làm nữa cũng đâu có được, em bị đuổi việc rồi. Đuổi việc á? Ở chỗ nào? Ở quán bún, em không tới chỗ đó làm nữa, bắt đầu kể từ hôm nay. Chỉ chút nữa thôi, em ấn đầu bái và nồi nước lèo. Em cũng không biết tại sao mình hành động như thế, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Từ lúc quen Thanh, Long luôn thấy cô là cô gái hiền lành, chưa từng gây chuyện với ai.
Bây giờ làm như thế này chắc chắn có lý do. Lẽ nào người kia ép cô đến mức phải hành động như thế để bảo vệ mình? Nói cho anh biết, nói chi tiết đi. Chuyện gì à? Bà ấy làm gì em? Sao tự nhiên anh đổi thái độ? Nhìn anh lúc này có vẻ đáng sợ đấy. Anh đang hỏi em chuyện ở quán bún ấy. Em trả lời cho anh biết bà ta làm gì em. Biết anh như thế cô đã không kể rồi. Bây giờ nói một lửa này thôi, không nói nữa chắc anh không nghe. Thôi thì đành kể hết cho anh vậy. Lúc đầu bà ấy muốn em lấy con trai bà ấy. Bà ấy bảo con trai bà ấy sắp đi tù. Em không đồng ý. Thế là bà ấy bảo em không cần phải làm tối nữa. Em đồng ý nghỉ việc. Nhưng bà ấy định không trả tiền lương cho em. Giằng co quay lại một lát thì... Thì làm sao? Em nói tiếp đi. Thì bà ấy đánh em một cái. Vậy nên em mới làm ra hành động như thế. Em cũng không biết tại sao mình lại mất kiểm soát. Em cảm thấy lo quá. Anh chạm tay lên má cô. Anh vẫn thấy ở đó có vết hằn đỏ. Tay anh nắm chặt. Ánh mắt lúc này như chứa hàng nghìn đốm lửa. Anh đang rất tức giận. Cô chính là bảo bối trong lòng anh. Thế mà có kẻ dám động tới cô á. Cô thì anh như vậy thì hỏi. Anh nghĩ gì thế? Không, anh nghĩ gì đâu. Chuyện này anh đừng để tâm. Thực ra xô xát ngoài xã hội lâu lâu vẫn xảy ra mà. Anh đã từng nói với em điều gì, em nhớ không? Anh muốn nhắc chuyện gì? Thực sự có nhiều thứ xảy ra, em không nhớ là anh nói với em gì nữa. Anh từng nói, cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Em đã nói chuyện này không cần để tâm, không có to tát gì mà. Em cảm thấy thế nào, đỡ mệt hơn chưa? Từ lúc em tới, anh không cảm thấy mệt nữa. Ánh mắt anh nhìn cô tâm tình đến mức cô có cảm giác mình sắp chìm trong đó. Anh nhìn sâu mắt cô, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Có thể nghe hơi thở đối phương, cô cảm nhận tim mình đập nhanh lắm, cả anh cũng thế. Khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút, cho đến khi môi anh chạm vào môi cô, đến khi vòng tay anh kéo cô về phía mình rồi ôm chặt lấy. Đi qua khoảnh khắc, cả hai không kiềm chế được cảm xúc ngượng ngùng. Anh ôm lấy cô rồi thì thầm. Cảm ơn em cho anh cơ hội, cũng cảm ơn em mở lòng. Anh sẽ không hứa bất cứ điều gì. Anh sẽ dùng hành động chứng minh, sẽ dành cả đời này để yêu thương em. Cô im lặng, cô không biết nói gì. Có lẽ cuộc sống của cô từ trước đến giờ luôn trải qua những chuyện đau lòng. Cô không dám hy vọng nhiều. Nhưng lần này, liệu cô có thể dành trọn niềm tin hy vọng ở nơi anh được không? Anh có thể nhìn thấy những băn khoăn trong lòng cô. Anh nói với cô. Hãy tin anh sẽ bảo vệ em. Nhất định không để kẻ nào làm tổn thương em. Nếu như kẻ nào dám, anh không để họ được sống cuộc sống tử tế đâu. Cô nghe anh nói vậy bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ. Anh muốn làm gì? Anh không muốn làm gì, chỉ muốn bảo vệ em thôi. Nhưng xem nghe nó lạ thế. Với lại cũng đâu có ai làm gì em đâu. Yên tâm đi, anh không bao giờ làm gì ai nếu như họ không động tới mình. Cũng như bây giờ, anh không làm gì cả nếu như không kẻ nào động vào em. Được bảo vệ thế này, tự nhiên em cảm thấy không quen. Với cả thực ra em muốn nói chuyện gì à? Em... Cô muốn hỏi anh nhưng cảm thấy ngượng ngùng ấp úng. Anh nắm tay cô, anh nhìn cô dịu dàng. Em không phải có chuyện gì muốn nhờ anh đâu, chỉ là muốn hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại. Anh đưa tay vuốt tóc cô, nhìn cô ánh mắt đau lòng. Chẳng nhẽ anh không thể đứng bên cạnh em được à? Hay anh không xứng đáng có được một danh phận? Nếu em muốn anh ở phía sau cũng được, anh có thể chờ. Cô vội vàng đưa tay phủ nhận. Không, không phải như thế. Ý em không phải vậy. Chỉ là em cảm thấy chuyện này, thực ra như vậy là chúng ta yêu nhau à? Em không cần suy nghĩ gì. Mặc dù em không tỏ tình với anh, nhưng anh cũng không cảm thấy thiệt thòi. Em đừng lo. Hả? Gì cơ? Anh biết em áy náy vì không tỏ tình với anh trước. Chuyện đó không quan trọng. Miễn sau này em đối xử tốt với anh là được mà. Anh có đang bị nói ngược không? Rõ ràng anh không tỏ tình với em trước mà. Cô nói xong câu đó, anh quỳ một chân xuống trước mặt cô luôn. Chẳng biết lấy từ đâu cây nhẫn rồi đeo thẳng vào tay cô. Nhìn anh lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh biết mọi chuyện có chút vội vàng, cũng biết làm thế này thiệt thòi cho em. Nhưng mà anh chuẩn bị từ lâu rồi ấy. Anh luôn muốn nói với em về chuyện này. Cô bỗng ngập ngừng. Có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cô. Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh à? Cô kéo anh đứng dậy, vẫn còn một chút ấp úng. Em có nợ tiền của anh. Em muốn trả hết nợ cho anh rồi mới bắt đầu mối quan hệ mới. Em cũng biết là phải rất lâu, nhưng em cảm thấy bây giờ không phải là khoảng thời gian thích hợp. Cô đúng là ngốc. Nếu là cô gái nào đó khác, rất có thể sẽ vui mừng đồng ý làm bạn gái anh, vì như thế đồng nghĩa mọi khoản nợ được xí xóa. Nhưng cô thì sao? Nhắc đi nhắc lại một vấn đề nó nghiêm trọng lắm ấy. Đúng thực là. Nhưng cô như vậy càng khiến anh trân trọng, yêu thương nhiều hơn. Cô không muốn lợi dụng anh, càng không muốn lấy tình cảm trừ nợ. Anh nắm bàn tay cô, ánh mắt giọng nói cương chiều.
Em biết bây giờ em đang nghĩ cái gì, nhưng tình cảm của chúng ta, em biết là không nên vì bất cứ chuyện gì để nó bị ảnh hưởng. Em muốn trả tiền cho anh không phản đối. Kể cả sau khi chúng ta yêu nhau, em vẫn muốn trả tiền cho anh cũng không phản đối. Tất cả nghe em hết. Có thể làm bất cứ điều gì cũng được, miễn là em cảm thấy thoải mái. Nhưng mà em... Bây giờ em muốn trả tiền cho anh rồi bắt đầu một quan hệ giữa chúng ta đúng không? Cô gật đầu. Anh nhìn cô mỉm cười. Mấy mỗi tháng cứ trả tiền cho anh được rồi, trả khi nào hết nợ thì thôi, hoặc đến khi nào em không còn muốn trả nữa. Nhưng như thế đâu có được. Dù sao em cảm thấy vẫn nên trả hết nợ thì tốt hơn. Này Thanh, sao thế? Sao tự nhiên nghiêm túc vậy khiến em cảm thấy không quen? Em cũng biết thanh xuân con người có giới hạn mà. Ừ, em biết. Anh bây giờ ngoài 30 rồi, không còn trẻ nữa đâu. Không có cái gọi là thanh xuân nữa đâu. Ý anh là sao? Bây giờ anh lỡ thương em phải có trách nhiệm với anh chứ. Nhưng bây giờ đâu phải lúc để đùa. Em nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Anh không đùa đâu. Bây giờ em không yêu anh. Không phải em không yêu anh, em cảm thấy quãng thời gian này chưa phải quãng thời gian phù hợp. Như thế có gì khác gì nhau? Em muốn anh đợi đến bao giờ? Không phải là anh không thể đợi được em, nhưng mà anh thực sự muốn một danh phận. Anh không cảm thấy mình thiệt thòi à? Thực ra anh có thể yêu một người con gái vừa xinh đẹp vừa giàu có, không nợ nần gì anh cơ mà. Đúng là anh có thể tìm được người con gái như thế. Không những có thể tìm được mà còn rất nhiều ấy. Bất cứ khi nào họ ở phía sau anh, họ chỉ chờ anh quay lại nhìn họ thôi. Cô nghe anh nói vậy thì buồn quá. Cảm giác giống như mình thua kém tất cả mọi người trên thế giới này. Lòng cô đau, tim cũng đau. Bàn tay anh bỗng siết chặt tay cô một chút. Anh nhìn thẳng mắt cô. Bất cứ khi nào nhìn anh, cô đều cảm nhận sự chân thành từ đôi mắt anh. Anh nói với cô, cho dù anh gặp được một người tốt như thế nào đi chăng nữa, họ cũng không phải là em. Anh không yêu những thứ tốt đẹp, những thứ hào nhoáng mà em nói đến. Anh chỉ yêu em. Đối với anh, em là duy nhất, là tốt nhất, là người mang lại hơi ấm cho anh, là người cho anh biết bao nhiêu động lực để anh có thể sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn, để anh có thể bảo vệ người anh yêu thương, được sống là chính anh. Thanh, em tốt hơn bất cứ ai trên đời, đối với anh cũng là xinh đẹp nhất. Đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì, kể cả em muốn trả nợ cho anh cũng không từ chối. Anh chỉ cần em vui vẻ thoải mái, không bắt ép em bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Trở thành bạn gái anh được không? Để anh đường đường chính chính ở bên cạnh em, bảo bọc cho em. Cô bị anh làm cho cảm động đến mức nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh chưa từng nói với cô nhiều như thế này. Trước đây anh có chút không nghiêm túc, nhưng bây giờ ngoài sự chân thành, cô thấy lời nói vô cùng đáng tin cậy. Cô có thể không đồng ý à? Cô có thể không tin tưởng à? Vậy là cô gật đầu, đồng ý trở thành người đi bên cạnh anh, cho phép bản thân có thể yếu đuối để được anh bảo vệ. Cô chủ động vòng tay ôm lấy anh. Cũng là lần đầu tiên cô chiều chuộng theo con tim mình. Cô yêu anh. Yêu anh từ khi nào cô chẳng biết nữa. Cô chỉ biết cô không gặp anh, cô cảm thấy nhớ. Không liên lạc được với anh, cô lo lắng. Mỗi lần thấy anh buồn, cô tự khắc buồn theo. Chỉ cần anh vui, cô lại vui theo. Ở bên cạnh anh đến chiều thì cô trở về. Anh không muốn cô về, nhưng mà cũng không thể giữ cô được. Tự nhiên có cảm giác muốn cô về đây sống chung quá, rồi đưa cả Tuấn về nữa. Như vậy cuộc sống hai chị em đỡ vất vả. Chỉ có điều nếu anh đề nghị, chắc chắn cô không đồng ý. Đến vay tiền anh, cô còn muốn trả. Chuyện về ở với anh chắc chắn không khả thi. Phải có chuyện gì đó trở thành chất xúc tác thì còn may ra. Những chuyện này anh biết không thể vội vàng. Anh đành khép lại những suy nghĩ. Nghĩ đến chuyện cô nói lúc còn ở nhà anh, anh lấy điện thoại gọi cho Hùng. Đầu dây bên kia, giọng nói vô cùng vui vẻ. Có phải anh gọi điện để cảm ơn em đúng không? Đúng là để cảm ơn cậu. Đấy, em biết ngay mà. Chỉ cần có tình cảm, nghe tin anh ốm nhất định đến ngay. Có phải gọi điện mời em một bữa cơm để cảm ơn không ạ? Không, gọi điện muốn nhờ cậu một chuyện. Cái gì? Không phải chứ. Không những không được mời ăn cơm, lại muốn giao thêm việc á. Anh muốn bóc lột sức lao động của người khác đấy à? Tôi không bóc lột sức lao động của người khác. Tôi chỉ bóc lột sức lao động của cậu. Anh được lắm. Thôi được rồi, dù sao bây giờ tâm trạng em cũng tốt. Anh có chuyện gì muốn nhờ thì anh nhờ luôn đi. Nghiêm túc đây này. Tôi không biết cậu dùng cách nào, nhưng trong ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy quán bún Thanh Hà ở gần nhà Thanh hoạt động. Bọn họ đã làm gì ạ? Gán ghép đứa con trai tụ tội cho cô ấy không thành, ngay lập tức muốn đuổi việc. Đã đuổi việc thì thôi, lại muốn quỵt tiền lương, lại hành hung cô ấy. Cậu nghĩ tôi có thể nên để cái quán đó tiếp tục hoạt động nữa không? Lúc này giọng nói hùng hổ hơn cả Long. Anh ta đập bàn cái rầm rồi quát lớn vào điện thoại. Tất nhiên không thể để như thế. Làm gì thì làm, kẻ nào động vào người yêu của mình là không được. Chuyện này anh yên tâm giao cho em trả thù cho chị dâu. Trên đường trở về, Thanh có cảm giác có người theo dõi mình.
Cô quay lại không thấy ai, cảm giác sợ hãi cứ thế tăng dần. Cô nhìn kẻ nào đó bịt mặt lén lút đi theo. Cô cố gắng cắt đuôi hắn nhưng không được. Cuối cùng đành phải vào quán cà phê rồi gọi điện cho Long. Vừa gọi anh đã nghe máy. Anh nghe đây, em về đến nhà rồi à? Hình như có ai đó theo dõi em ấy, em không biết có chính xác không. Nhưng mà em cảm thấy có kẻ lạ đi với em cả một đoạn đường rồi. Có một điều trùng hợp, kẻ đó đang vào quán cà phê mà em cũng vào. Em ở quán cà phê nào thế? Anh sẽ đến đó ngay. Em gửi địa chỉ cho anh nhé. Long tắt điện thoại, sau đó gọi điện cho Hùng. Cậu đến nhà Thanh đón Tuấn về nhà tôi giúp tôi nhé. Rất có thể bố tôi bắt đầu muốn động đến hai chị em cô ấy. Vâng, em đón thằng bé đến ngay, anh cứ yên tâm ạ. Giao hết cho cậu đấy, bây giờ tôi đến chỗ Thanh một chuyến. Long tắt điện thoại rồi đến chỗ Thanh. Vừa đi anh vừa cảm thấy lo lắng. Bây giờ anh vẫn chưa xác định ai theo dõi Thanh, chỉ biết anh phải ngay lập tức đến bên cạnh cô. Anh không muốn cô lo lắng, không muốn cô có cảm giác sợ hãi. Lúc anh đến quán cà phê, thấy Thanh ngồi vị trí khá là đông người. Có lẽ cô lựa chọn vị trí đó để cảm thấy yên tâm hơn. Cô thấy anh thì vui lắm. Anh đến rồi hả? Nãy giờ em cứ thấy sợ rồi cảm thấy bất an. Cũng may là anh tới rồi. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Không để bất cứ nào làm hại đến em đâu. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị ai theo dõi. Bây giờ bỗng nhiên cảm thấy hoang mang tột độ. Lẽ nào là bà Hà ư? Là vì cô làm như thế với bà ấy nên bà ấy muốn tìm cách trả thù à? Nhìn cô lo lắng, anh cảm thấy rất đau lòng. Anh nắm bàn tay cô để cô có thể cảm nhận sự an toàn khi anh bên cạnh. Thanh, anh đã bảo Hùng đến đón Tuấn về nhà anh. Bây giờ chúng ta chưa biết ai theo dõi em, nên tạm thời em đừng về nhà, cứ ở nhà anh một thời gian. Khi biết được kẻ có ý đồ không tốt kia là ai, em trở về nhà mình sau. Không được, như thế sẽ bất tiện cho anh lắm mà. Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh đúng không? Cũng không có cơ hội để anh bảo vệ em những lúc gặp nguy hiểm, hay là vì lý do nào khác? Không, không phải là như thế đâu ạ. Lần này nghe lời anh, như vậy em mới có thể yên tâm. Nhưng... Không nhưng nhị gì nữa, em đi làm cả ngày, Tuấn ở nhà một mình, em không sợ là có chuyện gì xảy ra với thằng bé à? Long nói chẳng có lời nào sai. Cô biết mình không thể nghỉ làm để nhà phòng những chuyện bất trắc xảy ra được. Suy đi nghĩ lại, đến nhà Long vẫn là lựa chọn tốt nhất. Cô nói với anh, vậy thời gian tới chị em phải làm phiền anh. Anh thấy phiền phức gì đâu, chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho em với Tuấn thôi. Vâng, em cảm ơn anh. Nào, đừng có nói với anh mấy lời khách sáo như thế, anh cảm thấy không vui đâu đấy. Em biết rồi ạ. Long chở Thanh quay lại nhà mình. Về đến nơi thấy Hùng và Tuấn ở đó. Hùng nhìn thấy Thanh thì cười tươi, em chào chị dâu. Hai má Thanh ửng đỏ, cách xưng hô kiểu này cô không ngại sao được. Sao tự nhiên anh gọi tôi như thế? Không phải chỉ mình em đâu, tất cả các anh em ở Trác Viện đều gọi chị là chị dâu. Bấy lâu nay Thanh luôn thắc mắc về cái tên đặc biệt đó. Bây giờ Hùng nhắc nên Thanh hỏi Long luôn, đó là nơi nào ạ? Nghe cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa đặc biệt. Đó là công ty anh tự thành lập. Anh có công ty khác nữa ạ? Ừ, nơi đó chuyên đào tạo những vệ sĩ. Tất cả mọi thứ từ sinh hoạt đến quy tắc đều vô cùng nghiêm ngặt. Long nói đến đây, Hùng cũng nói thêm vào, đó là lý do mỗi khi nhắc tới nơi đó tôi cảm thấy sợ. Nếu nói giống như đi tu cũng không quá. Không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Thậm chí đến cả cách đi ngủ cũng bị giám sát đấy chứ. Thật như thế á? Nhưng là một vệ sĩ có cần quá như vậy không ạ? Cần chứ, tất nhiên là cần. Nơi đó đào tạo những vệ sĩ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất. Ví dụ như đi ngủ là phải ngủ đúng giờ, sáng ra phải dậy đúng giờ để tập thể dục. Không được ăn uống những thứ hại sức khỏe. Vừa tập luyện về thể xác, lại phải luyện tập cả tinh thần rắn chắc như sắt thép. Mấy cái này quả thực quá rắc rối. Thanh không muốn hiểu vì cô không muốn nhắc đến nó. Cuộc đời hạnh phúc nhất chính là được làm những gì mình muốn, được ăn những gì mình thích. Đến đó rồi cuộc sống khác gì bị cầm tù, đáng sợ thật. Thấy Thanh có vẻ sợ, Long cười cười nói với cô, người ta chỉ nhìn vào những mặt tối mà quên mất những mặt sáng. Anh nói như thế là sao? Còn có gì tốt đẹp để nhìn vào nữa hả? Tất nhiên là có. Để anh nói cho em nghe, không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành vệ sĩ. Em biết vệ sĩ là ai không? Là những người thực sự can đảm và giỏi giang. Nhưng có một điều, không ai có thể tự nhiên mà giỏi, cũng chẳng ai tự nhiên can đảm. Phải trải qua rất nhiều quá trình tu luyện mới có thể đạt được. Tất cả sinh hoạt họ đều phải khoa học như vậy mới đảm bảo được sức khỏe tốt. Còn một điều quan trọng, sau này họ có công việc ổn định, mức lương ổn định.
Em thấy đấy, cuộc sống không có tiền rất vất vả. Họ chỉ phải chịu khổ cực một chút, đánh đổi cả một tương lai tươi sáng. Nghe Long giải thích xong, Thanh cảm thấy xấu hổ. Cô đúng là thuộc hệ người không có chí tiến thủ chút nào. Cô cúi đầu, trong lòng cơ hồ có chút cảm xúc đan xen. Anh bước về phía cô, anh xoa nhẹ mái tóc cô. Giống như em ấy, một cô gái mạnh mẽ, không khuất phục số phận. Em có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em trai của em. Bây giờ nhường trách nhiệm lại cho anh đi, anh sẽ bảo vệ cả hai người. Cô nhìn anh, trong đôi mắt lúc này chỉ có anh, có tình yêu dành cho anh. Nhưng sau đó mọi thứ bị đứt đoạn khi Hùng lên tiếng. Em đang đứng ở đây xem hai người diễn ngôn tình à? Lần trước đến nhà chị dâu chưa ăn được gì đã phải đi về. Hôm nay hai người không có ý định đuổi em về đấy chứ? Cậu nghĩ thử xem. Long nhìn Hùng, quả thực cả ánh mắt này của Long, Hùng hiểu được vài phần những gì anh muốn nói. Tuy vậy anh vẫn cố nghe cho hết. Tóm lại, anh có cho em ở đây ăn cơm không ạ? Không. Anh sợ em phá vỡ không gian riêng tư của hai người à? Nếu cậu biết rồi đâu cần hỏi thêm. Đúng là trọng sắc khinh cấp dưới. Cậu nói thêm câu nữa, ngày mai cậu không còn là cấp dưới của tôi đâu. Anh muốn thăng chức cho em đúng không ạ? Không cần khách sáo vậy đâu, em làm cấp dưới của anh quen rồi ạ. Thực ra tôi cảm thấy cậu hợp với một vị trí đấy. Vị trí nào ạ? Anh muốn nói đến vị trí nào ạ? Sắp tới có thêm một nhóm nữa đến để đào tạo nâng cao. Chưa có người dẫn dắt, cũng chưa có ai quản lý họ. Nếu như cậu có hứng thú. Long nói đến đây, Hùng đã đi ra ngoài cửa và xỏ xong giày. Hùng vừa quay lưng vừa nói với Long. Em không phải phiền hai người, bây giờ em có việc quan trọng đi giải quyết đây ạ. Hai người cứ tự nhiên. Hùng đi rồi, Thanh hỏi Long. Nơi đó thực sự đáng sợ thế á? Sao anh ấy sợ hãi khi nhắc đến nơi đó vậy ạ? Cũng có gì đáng sợ đâu, nhưng con người không ai muốn bị quản lý, cũng không muốn biến mình trở thành người quá hà khắc. Hình như anh ấy rất vội, em định giữ anh ấy lại ăn cơm. Cậu ấy có việc cần giải quyết mà. Hình như mối quan hệ giữa hai người rất tốt, em thấy cách nói chuyện của hai người vô cùng thân thiết. Đúng thế, cậu ấy là người duy nhất anh tin tưởng, cũng là người ở lại bên anh lúc anh khó khăn nhất. Sau này sẽ có thêm một người nữa bên cạnh anh, nhưng không phải giúp đỡ anh mà là làm phiền anh đấy. Anh đang mong mình được làm phiền bởi người đó đây. Long với Thanh quay qua nhìn Tuấn, thằng bé hiện đang xem hoạt hình. Nhìn thằng bé có vẻ thích thú lắm. Mà phải thôi, từ nhỏ đến giờ có bao giờ được xem tivi to như vậy. Thanh để cả thời gian chơi với thằng bé không có. Tuổi thơ của thằng bé thực sự không được trọn vẹn. Long quay qua nói với Thanh. Sau này anh sẽ cùng em vẽ nên tuổi thơ khác cho thằng bé, nên em đừng suy nghĩ. Em biết rồi, thôi em đi nấu cơm, anh ngồi ở đây chơi nhé. Ừ, em làm giúp anh đi giải quyết một số công việc. Long mở máy tính, Hồ gửi cho anh một tấm ảnh qua email. Trong tấm ảnh chụp hai kẻ theo dõi Thanh. Điều đặc biệt, hai kẻ đó đứng cạnh người thân cận nhất của bố anh. Bố anh muốn làm gì? Muốn cảnh cáo anh hay thực sự muốn hại đến hai chị em Thanh? Điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Hùng. Alo, sao nghe giọng anh mệt mỏi thế? Anh nhận được ảnh em gửi chưa? Em cho người theo dõi thì nhận được kết quả như vậy. Bây giờ anh tính thế nào ạ? Cậu đang ở đâu? Em đang trên đường tới công ty ạ. Trời sắp tối rồi đấy, phải làm phiền cậu. Tự nhiên anh khách sáo với em không quen. Nhưng có điều này em muốn nói với anh. Thực sự lần này bố em không nhượng bộ đâu. Tôi cũng không nhượng bộ. Nhưng hai người đối đầu nhau à? Vậy bây giờ cậu bảo tôi phải làm sao? Từ bỏ cô ấy à? Tôi không làm được. Tôi yêu cô ấy, muốn bảo vệ hai chị em cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi luôn muốn ở bên cạnh cô ấy. Em không phải cố ý muốn nói anh buông bỏ, mà ý của em, anh đang đối đầu với một đối thủ mạnh, anh phải thật cẩn thận đấy. Ừ, cảm ơn cậu. Anh lại như thế rồi. À mà chuyện ký kết với Thành Đạt, cậu đừng công bố lên trang web công ty vội nhé. Vâng, em biết ạ. Tôi tắt máy đây. Long tắt điện thoại, anh đi trong bếp thấy Thanh chuẩn bị đồ. Nhìn thấy anh, Thanh mới hỏi. Anh làm xong việc rồi à? Em chưa nấu cơm xong ý. Anh đói chưa ạ? Để anh làm phụ em. Ngày mai em đi chợ mua thêm đồ ăn. Đồ ăn hôm nay mang tới cũng không còn nhiều. Anh xem ăn được không? Anh sao cũng được mà. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được hết. Anh bước lại phía cô, vòng tay ôm lấy cô, rồi dựa đầu vào vai cô. Tự nhiên anh muốn cho phép mình yếu đuối một chút, chỉ với riêng mình cô thôi. Anh có thể mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng khi bên cạnh cô, anh cho phép mình được yếu đuối. Chỉ vì cái tôi bản thân, bố anh quyết tâm đẩy anh vào bước đường cùng như thế này. Mới chính người nhà không thể sống là chính mình. Bảo sao sau bao nhiêu năm qua anh lăn lộn ngoài đời, ông ấy chỉ đứng im nhìn. Mặc kệ những giây phút anh bị người ta coi thường, mặc kệ cả những lúc anh đổ máu, mặc kệ cả khi anh bị mẹ kế tìm đủ mọi cách hãm hại, ông ấy quả là người bố tốt, tốt nhất trên đời này. Thành đứng im để anh dựa vào.
Cô cũng biết anh có chuyện gì đó giấu cô, nhưng vì anh không nói, cô cũng không hỏi. Cô vòng tay ôm lấy anh. Nếu anh cảm thấy mệt thì cứ dựa vào em. Em chẳng giúp gì được cho anh, nhưng có thể lắng nghe, có thể tâm sự những thứ khiến anh nặng lòng. Hít hơi sâu, anh cố gắng giữ lại nụ cười. Chỉ là anh giả vờ yếu đuối để ôm em một lát thôi. Nhưng em không sao thật đấy chứ? Thật mà. Nhưng em phải giữ lời đấy nhá. Giữ lời gì ạ? Bất cứ khi nào anh mệt, em cũng để anh dựa vào. Như vậy có nghĩa cả đời này em ở bên anh, có được không em? Cô gật đầu, mong cả đời này được ở bên cạnh anh, không bao giờ phải rời xa. Cô muốn nói với anh nhiều chuyện, muốn nói tất cả những điều đang giấu trong lòng cho anh nghe. Nhưng hôm nay anh cũng đủ mệt, cô không muốn anh bận tâm thêm nữa. Ăn cơm xong, anh cũng giúp cô dọn dẹp. Anh muốn phụ rửa bát nên cô nhất nhất không đồng ý. Cuối cùng anh phụ trách cho Tuấn đi ngủ, vì thằng bé lạ nhà mãi nó không ngủ được. Lần đầu tiên anh kể chuyện cổ tích cho người khác nghe, cũng là lần đầu tiên anh hát trước mặt người khác. Rồi Tuấn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nhìn thằng bé ngủ trong yên bình, cơ mặt anh giãn ra, trên môi cũng thoáng ý cười. Bây giờ cả hai chị em ở trước mặt anh không có gì lo lắng, tâm trạng cũng vô cùng thoải mái. Khải bước ra ngoài đóng cửa lại. Anh đi xuống dưới thấy Thanh rửa bát xong. Cô đang thu dọn nhà. Cô ngồi nghỉ một lát cũng được mà, sao cứ thấy cô làm mãi? Từ lúc tới nhà anh ngơi tay phút nào đâu. Anh cầm cái khăn lau bàn trên tay cô rồi đặt vào chỗ khác. Em phải nghỉ ngơi đi đã. Mấy việc này anh đều tìm người giúp việc làm mà. Họ đến đây làm việc theo giờ, thế nên em không cần động tay động chân việc gì đâu. Nếu cần thiết anh nhờ họ làm nguyên ngày, từ việc nấu cơm trở đi để em khỏi phải vất vả. Em làm được hết mà, anh không cần thuê người khác đâu. Những việc này từ trước đến giờ có người làm hết. Tự nhiên em đến nhà anh làm mấy việc này, anh cảm thấy không phù hợp. Em là bạn gái của anh, là người anh muốn chăm sóc quan tâm cả đời. Em đến đây để anh bảo vệ em, chứ không phải để em làm việc cho anh, hiểu chứ hả? Em hiểu, nhưng vì anh bảo vệ em rồi nên em muốn làm điều gì đó cho anh. Em cảm thấy em nấu cơm cho anh ăn sẽ tốt hơn người khác. Cô không muốn họ bước chân vào phòng ngủ của anh. Cô nói xong câu đó, anh lập tức nhìn cô. Là cô đang ghen à? Thực sự đáng yêu quá. Anh cười, anh có thể cười vui vẻ như thế khi bên cạnh cô mà thôi. Cười cái gì, em nói thật đấy. Để người khác vào trong phòng ngủ của mình không hay cho lắm. Anh xoa xoa đầu cô, kéo cô vào trong lòng thì thầm. Bình thường phòng ngủ là nơi để rất nhiều tài liệu quan trọng của công ty. Anh chưa bao giờ cho bất cứ người lạ nào vào trong đó. Hơn nữa căn phòng ngủ cũng như trái tim anh, chỉ có người anh yêu mới được bước chân vào thôi. Anh nhìn cô, cái ánh mắt này của anh tự nhiên khiến cô cảm thấy bối rối. Sao nhìn em như thế? Em muốn vào xem phòng anh không? Xem phòng anh thì có cái gì mà xem, em không vào đâu. Chẳng phải em muốn tự mình sắp xếp phòng cho anh à? Em không vào thì làm sao em sắp xếp đồ đạc được? Nhưng phòng của anh em xem làm gì, em không vào đâu. Có người nào đó hình như đang nghĩ đi đâu thì phải. Em chẳng có nghĩ gì hết ý. Thật không đấy? Anh hỏi cô ấy, rồi sau đó bước thêm một bước nữa. Cô lại lùi một bước, anh vẫn không dừng lại, tiến thêm một bước gần cô hơn. Cuối cùng lưng cô chạm vào tường, chính là không còn đường lui. Cô nhìn anh hơi ấp úng. Anh muốn làm gì thế? Không muốn làm gì hết. Mình đứng gần em làm gì? Anh muốn đứng gần người anh yêu, chẳng nhẽ không được. Xem cứ có cảm giác anh không hề bị ốm ý. Anh cũng đâu có nói mình bị ốm. Như thế là sao? Là sao ạ? Nếu anh ốm thật thì cũng là vì em lạnh nhạt với anh nên anh mới ốm. Thế nên sau này quan tâm anh một chút, không được bỏ rơi anh như mấy hôm trước đâu đấy. Thì em cũng đâu có muốn thế đâu. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Lúc này anh biết cô không thể nào nói dối anh được. Em nói cho anh biết lý do vì sao em muốn tránh mặt anh. Anh muốn biết. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ hơn một chút. Là vì em cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Em sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh. Đồ ngốc này. Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy cô. Thơm nhẹ lên mái tóc của cô. Nơi đó có mùi hương khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhàng. Em biết không, anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng. Đối với anh, em là người giúp đỡ anh trở nên mạnh mẽ, kiên cường, dám sống thật với bản thân mình. Nếu nói về xứng hay không xứng, anh cảm thấy mình không xứng với em. Em là cô gái mạnh mẽ, có thể làm tất cả mọi thứ chăm sóc cho em trai. Còn anh từ nhỏ sống trong cái bọc, đến tận bây giờ anh mới có thể thoát ra được. Thôi đừng nói như thế, vấn đề tiền bạc chẳng nói lên điều gì cả. Người khác nhìn vào thì anh có tất cả, nhưng họ không biết, thực ra anh chẳng có gì hết. Bây giờ anh có em rồi,
Anh cảm thấy mình là người có được mọi thứ. Bố anh, ông ấy... Câu nói của Thanh khiến cho Long bắt đầu lo lắng. Cô đã biết những gì rồi? Có khi nào về chuyện này một lần nữa cô muốn rời xa anh không? Em xin lỗi, khi nãy em nghe mọi chuyện qua điện thoại. Có phải bố anh ghét em không? Ông ấy sẽ không đồng ý để anh lấy một đứa con gái dưới tầng đáy xã hội như em đúng không? Hai tay anh ôm lấy bả vai cô. Lúc này cô đứng đối diện anh. Anh nhìn cô rồi nói, anh nhất định sẽ bảo vệ em, cũng như bảo vệ mối quan hệ này. Cho dù ai đi chăng nữa cũng không có quyền chia cắt chúng ta. Hãy tin anh. Em không muốn vì em mà mối quan hệ của bố con anh sứt mẻ. Em không muốn rời xa anh, nhưng em không biết làm thế nào để bố anh thích em cả. Em không cần phải làm gì hết, chỉ cần bên anh là được rồi. Anh cũng không muốn nói với em về chuyện này, nhưng bây giờ em biết hết rồi. Em chỉ cần nhớ một điều, cho dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần tin tưởng mình anh là đủ, có được không em? Ừ, em biết rồi. Em sẽ không suy nghĩ lung tung, sẽ chỉ tin một mình anh thôi. Nhận câu nói này của cô, anh thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Thực ra mối tình sâu đậm không phải trải qua nhiều năm bên nhau. Đối với anh, một mối tình sâu đậm chính là anh hết lòng vì đối phương và đối phương cũng vậy. Lúc trước anh không chắc chắn, nhưng bây giờ anh cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh. Thứ tình cảm không mua bằng vật chất. Cô không giống những cô gái anh từng gặp. Những cô gái đến với anh vì vẻ bề ngoài của anh, chứ không hiểu con người anh một chút nào. Cùng thời điểm đó nhưng ở nơi khác, người phụ nữ ăn mặc sang trọng đặt lên trên bàn một ly trà. Bà ta ngồi xuống ghế, ánh mắt chăm chú như người đàn ông đối diện. Ông tức giận làm gì, uống ly trà hạ hỏa đi này. Bà muốn trêu ngươi tôi à? Tôi đâu có phải là thằng con quý tử của ông, làm gì đủ trình độ khiến ông bận lòng. Bà thôi cái giọng đó đi. Tôi nói có gì sai đâu. Ông hết lòng vì nó, nhưng nó biết gì đâu. Lúc nào nó chẳng nghĩ ông không ra gì, kìm kẹp nó, không cho nó cơ hội phát triển. Có một câu này có lẽ hợp với bà đây này. Cái gì? Cây không trồng, lòng không tiếc. Con không đẻ, mẹ ghẻ không thương. Ông... Bà ta cố gắng hạ cơn giận trong lòng, môi khẽ nhếch nói. Đúng là chẳng mẹ ghẻ nào thương con chồng, nhưng mà cũng không có đứa con chồng nào thực sự tôn trọng mẹ ghẻ. Ông lúc nào cũng muốn tôi yêu thương con trai ông, nhưng ông có bao giờ dạy nó tôn trọng tôi chưa? Nếu bà bao dung nó đã không như thế. Ông hay rồi, hết lòng hết dạ vì con, nhưng lại vì một đứa con gái chui từ đâu ra không biết mà lại cãi lại. Tôi luôn ở bên cạnh ông trong lúc khó khăn nhất thì ông coi chẳng ra gì, đúng là bất công. Ngoại trừ tình cảm của tôi ra, bà thiếu cái gì nữa? Trong lòng ông không thể quên được bà ta, có đúng không? Đúng thì sao, không đúng thì sao? Ông có cần quá đáng như thế không? Cho dù ông cố gắng hết cả đời, nó cũng không nghe lời ông đâu. Một lúc nào đó con trai tôi hiểu được lòng tôi. Còn bà ấy, bà là con người thế nào tôi hiểu rõ nhất. Nhưng có chuyện này phải nói rõ với bà, đừng giở trò với con trai tôi. Còn ông không giở trò à? Ông đừng tưởng tôi không biết mấy cái dự án gần đây thất bại liên tục là do ông phá. Ông muốn lắng nghe chứ gì? Ông muốn nói về cầu xin ông á? Con người ông không bao giờ chịu nhún nhường người khác. Tôi làm gì thì cũng đều vì muốn tốt cho con tôi. Còn bà là mọi thứ chỉ muốn nó mất hết. Tôi cảnh cáo bà lần cuối đấy, dừng lại khi chưa quá muộn đi. Thì ra hôm nay ông ở nhà muốn nói với tôi mấy lời này. Tôi cứ nghĩ ông suy nghĩ lại, ông muốn làm lành với tôi cơ đấy. Tôi còn ở bên bà đến ngày hôm nay, không phải vì chúng ta có liên hệ làm ăn à? Thế nên bà nghĩ tôi với bà đến với nhau vì tình cảm á? Khốn nạn. Tuy bà nghĩ sao cũng được, nhưng những gì tôi nói bà cần nhớ. Nếu bà quên, tôi không biết hậu quả gì xảy ra đâu. Ông Phong đứng lên rồi đi thẳng về phòng. Chỉ còn bà Nguyệt ngồi ghế, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, không cầm cái ấm trà ném thẳng vào đầu ông. Khốn kiếp, lão già đáng ghét. Nếu có cơ hội, nhất định tôi băm vằm cái bản mặt của ông. Bà đưa ly trà uống một hơi hết sạch, để cái ly xuống mặt bàn, không biết kiểu gì mà nứt luôn mặt kính. Bà ta chửi toáng lên. Đúng là cái thứ đồ đểu, bảo làm cái đắt tiền nhất mà làm thành cái thứ này. Trong nhà này không có cái gì vừa mắt hết, chỉ muốn đập hết cho xong. Bà ta sau đó gọi người giúp việc tìm thợ đến sửa đồ rồi đi lên phòng. Trước khi vào, cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi yên tâm khóa cửa. Bà ta lấy điện thoại gọi cho một người. Nói chuyện xong, bà ta vứt cái điện thoại lên bàn, vẻ mặt đầy đắc ý. Để rồi xem bố con các người có thể mạnh miệng được đến bao giờ. Long phải làm việc nên Thanh không làm phiền nữa. Cô không cảm thấy tủi thân mà thấy thương anh. Anh vất vả như vậy, anh bận như thế, cô lại chẳng giúp gì được.
Đi lang thang ra bên ngoài vườn, cảm nhận từng cơn gió mát, cảm nhận từng chuyển động cây cối, cô thấy nhớ nhà. Căn nhà cô gắn bó suốt nhiều năm, dù nó chẳng đẹp đẽ gì, dù nó xuống cấp đến mức anh bỏ tiền ra sửa mới có thể ở tử tế được, nhưng cô vẫn không muốn rời xa. Ở nơi này đẹp thật đấy, hào nhoáng thật đấy, nhìn sao cô cảm thấy xa lạ. Thật may ở đây có anh, nếu không cô không biết mình còn buồn đến mức nào nữa. Xem không vào trong nhà, ở ngoài đấy sương xuống gió lạnh lắm. Cô quay người, thấy anh đang đi về phía mình. Anh cầm theo chiếc áo dù khoác lên người cô. Em không ngủ được à? Sao ở ngoài này? Chắc do lạ nhà, em thấy người khó ngủ. Anh làm việc xong rồi à? Anh làm xong hết rồi, anh xin lỗi. Khi nãy có công việc, anh không thể không giải quyết. Lại để em một mình thế này. Không sao đâu, trái lại phải trách em ấy. Đã không giúp gì anh, có khiến anh bận tâm. Anh có mệt không? Anh không mệt, không tin em thử kiểm tra xem. Anh giơ tay phía cô. Cô nắm bàn tay anh nhưng lại cảm thấy nóng. Cô lo lắng đặt tay lên trán anh. Nhiệt độ đúng là không bình thường. Anh sốt rồi đấy, thôi vào nhà đi, em lấy khăn chườm cho anh. Không sao đâu, thực sự chỉ là ở trong nhà nóng nên cơ thể anh có chút thay đổi. Một lát nữa mát thôi. Anh đừng có chủ quan, mau thêm vào trong nhà đi. Cô nắm tay anh rồi kéo anh vào bên trong, kéo luôn anh lên trên phòng. Lần đầu tiên cô bước vào phòng một người con trai, cảm giác có chút khác. Phòng của anh ngăn nắp gọn gàng, xung quanh chỗ nào cũng thấy sách cả. Chắc bình thường lúc rảnh rỗi anh hay đọc sách. Ở trong phòng có mấy mô hình đồ chơi, cô vì tò mò hỏi anh. Anh lớn như vậy rồi, chơi mấy cái mô hình như thế này á? Trước đây lúc còn bé, anh thường được tặng những thứ này, nhưng lại không có thời gian để chơi. Anh giữ chúng nên sẵn bây giờ. Tuổi thơ của em với em trai em không có những thứ thế này. Thằng bé thường hay chơi với mấy con dế, lâu lâu đan mấy thứ bằng lá chuối để chơi. Em có thời gian thì làm cho thằng bé con diều. Thành nói xong lấy khăn đi vào phòng tắm. Cô lấy nước ấm chườm trán cho anh. Mặc dù có hơi sốt thật, nhưng anh thấy mình bình thường không sao cả. Chỉ có điều đứng trước hành động quan tâm này của cô, anh muốn mình ốm thật. Khi yêu vào đúng là người ta hay không được bình thường. Anh nằm xuống để em chườm khăn ấm cho anh. Anh nằm xuống như gối lên chân cô. Tự nhiên có cảm giác giống y như một đứa trẻ. Anh cũng giống cô lắm chứ, luôn luôn gồng mình, luôn luôn cố gắng. Cô đắp khăn ấm lên trán anh, nhẹ nhàng xoa hai thái dương cho anh. Chắc anh mệt lắm, làm việc đến mức ốm rồi. Anh cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa? Anh gật đầu, ở bên cạnh cô, anh chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái. Cứ như thế, anh ngủ quên lúc nào không hay. Cô lấy gối cho anh, nhẹ nhàng để đầu anh xuống đó, im lặng ngắm nhìn anh. Cô cũng biết là sau này còn nhiều chuyện khiến cho cô và anh mệt mỏi. Cô biết đến với nhau cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà cô sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng để không phụ tấm chân tình của anh. Sáng hôm sau thức dậy, anh thấy cô chuẩn bị bữa sáng xong đâu đấy. Anh đi đến bên cạnh cô, cứ nhìn cô mãi. Em sao thế ạ? Cô đưa tay sờ trán anh rồi hỏi. Anh đã đỡ hơn chưa? Anh có cảm giác... hôm qua có người nào đó ở bên anh suốt cả đêm. Cứ một lát lại thay khăn nấm cho anh. Không biết có phải giấc mơ không? Chắc anh nằm mơ ấy. Em về phòng ngủ luôn mà. Sao anh có cảm giác giấc mơ chân thực, không giống như mơ chút nào cả? Chắc do anh mệt nên nằm mơ thôi. Hai người đang nói chuyện, Tuấn đi xuống. Thằng bé hỏi Thành. Hôm qua chị ngủ phòng nào? Sao em không thấy chị? Nửa đêm tỉnh giấc, em định qua phòng chị ngủ, nhưng không thấy chị đâu nên đành về phòng mình. Chị... Thành ngượng ngùng quay sang, thấy anh đang nhìn mình. Đúng thật chẳng có chuyện gì có thể giấu mãi được. Cô lo lắng cho anh. Cô sợ nửa đêm anh sốt cao nên không dám về phòng mình ngủ. Cả đêm cô cứ ngồi chăm sóc anh, đến gần sáng dựa vào tường ngủ đủ một chút. Thảo nào anh thấy nét mặt cô nhợt nhạt như vậy, thức cả đêm để chăm sóc cho anh, chắc là cô mệt lắm. Hôm nay em đừng đến quán nữa, ở nhà nghỉ ngơi. Cả đêm hôm qua em đã không ngủ rồi. Không được, em hôm qua nghỉ một buổi, hôm nay không thể nghỉ bữa nữa được, chị chủ không đồng ý đâu. Anh thấy sắc mặt em không được tốt. Bình thường em cũng thức khuya dậy sớm quen rồi, hơn nữa gần sáng em cũng ngủ rồi, em khỏe lắm anh đừng lo. Cô luôn cố chấp như thế, lúc nào cũng nói mình khỏe lắm, nhưng kỳ thực cơn đau đầu đã ập tới từ nửa đêm. Anh không yên tâm lái xe chở cô đi làm, anh chở cô về qua nhà lấy đồ. Lúc đi qua quán bún, cô cứ nhìn mãi. Em nhìn cái gì thế? Sao nay quán bún không mở cửa nhở? Mặc dù em có chút xích mích với bà chủ ở quán này, nhưng không thể phủ nhận bà ấy nấu bún ngon lắm, ăn một lần là nhớ mãi luôn.
Chắc bà không muốn bán nên nghỉ đấy. Không thể nào, quán làm ăn phát đạt như thế sao lại nghỉ chứ? Anh đâu biết. Lạ nhở. Thành lấy đồ xong thì Long chở cô đến quán. Lúc cô tới Huy đã ở đó. Anh ta cũng nhìn thấy Long. Nhìn thấy Huy, cảm giác không yên tâm trong Long trỗi dậy. Cũng có thể nói đời tư của anh ta phức tạp, không phải đơn giản chỉ là người tìm việc thông thường. Nhưng bây giờ vẫn chưa có bằng chứng gì cụ thể, nên Long chưa thể nào nói cho ai biết được. Điều tra rõ ràng rồi nói sau. Long xoa xoa mái tóc Thanh rồi dặn dò cô. Đi làm ngoan nhé, tối anh đến đón. Em tự đi xe về được mà. Em không biết tình hình bây giờ sao à? Lẽ ra anh không cho em đi làm đâu, nhưng vì em muốn nên anh mới phải đồng ý. Anh sẽ nói với chị chủ em không cần phải ra ngoài ship hàng nữa. Em không đi thì ai đi? Quán này đâu phải chỉ có mình em. Nếu chị ta không tìm được người thay em ấy, quán này không cần mở nữa. Anh nói linh tinh cái gì thế? Cứ như đe dọa người khác ấy. Không giống anh một tí nào cả luôn. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Chỉ cần em không sao anh làm gì cũng được. Anh đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Không có chuyện gì đâu. Thôi anh về đi. Anh cũng đi làm ngoan nhé. Hôm nay anh không đi làm, anh bị ốm. Cô nghe anh nói vậy tự nhiên cảm thấy lo lắng. Có phải anh mệt không? Hay em đưa anh đến bệnh viện? Không cần đâu, anh về nhà nghỉ ngơi một lát là được. Thôi em vào làm việc đi. Cô đi vào bên trong, anh vẫn đứng nhìn theo. Anh không biết tại sao nữa, nhưng mỗi khi cô rời khỏi vòng tay anh cảm thấy bất an. Cô vào hẳn bên trong, anh mới rời đi. Anh nói với cô như thế thôi, nhưng thực ra anh rất bận. Anh có rất nhiều công việc cần giải quyết. Nhưng mà nói với cô lại thêm lo lắng, chứ cũng chẳng giải quyết được gì cả, nên anh mới không nói. Một mình anh chịu đựng là được rồi. Thanh đi vào bên trong, nhìn Huy thì mỉm cười. Hôm nay anh Huy đến sớm thế. Còn em thì đến muộn rồi. Em chỉ đi muộn một chút thôi mà, có cần căng thẳng như thế không? Muộn một chút á? Đúng là muộn một chút mà. Người đàn ông đó... Huy nhìn ra cửa, Thanh nhìn theo. Lúc này xe của Long đi được một đoạn. Anh muốn nhắc tới anh Long á? Anh ta là gì của em? Sao tự nhiên anh hỏi thế? Hỏi anh ta là gì của em? Giọng nói Huy có chút gắt gỏng. Thanh nhăn mặt. Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại vậy? Có chuyện gì à? Biết hình như mình hơi quá, anh ta cố gắng kiềm chế lại. Anh xin lỗi nhé. Anh thấy lo cho em thôi. Lo chuyện gì à? Em bình thường chứ có gì đâu mà lo. Anh cảm thấy anh ta không được tốt. Em không thấy ánh mắt của anh ta sắc như thế nào ư? Tất cả con người anh ta đều có cái gì đó rất nguy hiểm. Em đi gần anh ta, ở bên cạnh anh ta, vui vẻ với anh ta, khiến cho anh vô cùng khó chịu. Anh Huy à? Em không hiểu chuyện gì cả, cũng chưa bao giờ nhớ gì cả. Chỉ nhớ của em kém như vậy à? Nhưng nhớ chuyện gì à? Suốt cuộc anh bị làm sao thế à? Anh không làm sao. Nếu có trách chắc anh quá ngu ngốc khi quan tâm đến em. Em cứ ở cạnh một kẻ không ra gì như hắn ta. Có chuyện gì xảy ra đừng nói anh không báo trước. Anh... Thành chẳng kịp hỏi cho rõ, Huy đã đi chỗ khác. Người đàn ông này khó hiểu thật. Khó hiểu đến mức tự nhiên cô lại không muốn lại gần. Có lẽ người đàn ông này vì không có thiện cảm với Long, mà tất cả những người không có thiện cảm với Long cô đều sẽ tự động không thích. Một lát sau chị chủ quán đến, nhìn thấy Thanh chị ấy có vẻ rất vui vẻ. Sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa hăng đi? Giờ này em mệt mỏi nhiều rồi mà. Em nghỉ nhiều chị trừ lương em à? Em đâu có dại gì đâu. Dù em nghỉ cả tháng ấy chị cũng không trừ lương. Chị lại bắt đầu giống anh Huy rồi đấy. Giống Huy á? Giống cái gì? Giống chỗ nào? Ở chỗ toàn nói những câu em nghe chẳng hiểu gì hết ý. Sau này em hiểu thôi. Không hiểu bây giờ rồi từ từ em sẽ hiểu. Chị đúng thực là một người dễ thương đúng không? Chị biết mà. Em cũng thế, rất đáng yêu. Chị ấy nói rồi đi vào trong. Thanh cứ đứng đó ngẩn ngơ cả một lúc. Hôm nay cô bước chân ra ngoài đường, gặp toàn những thứ khó hiểu. Cảm giác giống như tất cả mọi người đều hiểu, chỉ mỗi mình cô là không. Bây giờ quán vẫn chưa có khách. Cô ngồi thơ thẩn ở ghế nghĩ về một vài chuyện. Với số tiền cô đang nợ, chỉ có trúng số mới trả hết được ngay. Cả cuộc đời này cô đi làm vất vả, chưa chắc trả được hết nợ. Số cô sinh ra gắn liền với nợ nần hay sao ấy. Cũng may là nợ anh. Nếu nợ một người nào đó, người ta tính lãi lên, chắc cô đi làm cả đời cũng chưa đủ trả tiền lãi, chứ đừng nói đến trả gốc. Có người mở cửa bước vào, cô vội đứng lên chào. Xin chào quý khách. Lúc nhìn rõ mặt vị khách ấy, tự nhiên Thanh cảm thấy bối rối. Lâu rồi không thấy mặt,
bỗng nhiên xuất hiện ở đây thế này có chút lạ. Mà lẽ ra cô ấy phải đến công ty Long mới phải, sao lại đến chỗ này? Chẳng lẽ đi uống nước? Nhìn có vẻ cũng không giống mà. Sao thế? Có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô ta ngồi dưới ghế rồi nhìn Thanh cười. Đến cả cách ngồi của cô ta cũng sang trọng quá chừng. Thanh nhìn lại mình. Nhưng bây giờ không phải lúc để cô đánh giá bản thân, cũng không phải lúc cô so sánh mình với ai đó. Đây là thời điểm cô lấy tiền về cho quán, như vậy mới có tiền lương chứ. Cô lễ phép hỏi, chị muốn dùng gì ạ? Cho tôi ly trà sữa. Chị đợi em lát để em lấy đâu chị ạ? Thành để quẩy pha chế nói với Huy, anh làm cho khách ly trà sữa. Bình thường Huy trả lời cô còn cười tươi với cô, nhưng hôm nay không những không cười, mặt mũi cau có, cứ như kiểu đánh mất cả tháng lương. Tuy vậy Thanh cũng không nói gì, dù sao chẳng thân thiết gì cho lắm, có thể nói chuyện hoặc không cũng không sao. Thanh mang đi trà sữa đến cho Nhung, định giờ đi thì nghe tiếng cô ta, em nói chuyện với chị một lát. Thanh quay lại, quả thực cô chẳng có chuyện gì để nói với người con gái này. Cô biết Nhung chính là người được mai mối cho Long, nhưng mà chuyện gì phải đi tìm Long để nói chứ, cô đâu liên quan. Cô liền nói với Nhung, xin lỗi chị, nhưng bây giờ em đang trong thời gian làm việc, không tiện nói chuyện ạ. Chỉ xin 5 phút thôi, em là nhân viên quán này đúng không? Nếu là nhân viên ý, em biết làm hài lòng khách hàng chính là một điểm cộng. Chỉ có như vậy, lần sau khách hàng mới quay lại, chắc chắn chủ em không nói gì em. Nhưng giữa em với chị có chuyện gì để nói hả? Có chứ, nhiều là đằng khác. Vì chúng ta yêu chung một người đàn ông, sao lại không có chuyện để nói? Chuyện em yêu ai không liên quan gì đến chị ạ? Nếu em yêu người khác không liên quan, nhưng đằng này em yêu anh Long, người đàn ông mà chị chắc chắn phải có được. Tình cảm của anh ấy muốn dành cho ai đó là quyền của anh ấy. Nếu anh ấy không thích em, dù em cố gắng cưỡng cầu không có được. Nếu anh ấy không thích chị có làm gì anh ấy cũng không thích chị. Chị nghĩ em là cô gái hiền lành ngây thơ, nhưng thực không ngờ một cô gái ngây thơ làm sao nói ra mấy lời này được đúng không? Hóa ra bấy lâu nay em luôn đeo cái mác ngây thơ để lừa anh Long à? Chắc chị nhầm lẫn chuyện gì rồi. Em chưa bao giờ nói mình ngây thơ, cho dù trước mặt ai em cũng chưa từng như thế. Em làm đủ thứ nghề để có tiền lo cho em với anh trai em, thì chị nghĩ em có thể ngây thơ được à? Xem ra em không có thiện cảm với chị lắm thì phải. Hay em không đủ tự tin, hay đứng trước mặt chị em cảm thấy mình yếu kém hơn nên mới cố gắng gồng. Em không biết hôm nay chị đến tìm em có mục đích gì. Nếu chị có mục đích gì hoặc có gì muốn nói với em, chị nói đi, em không có thời gian để nói chuyện phiếm. Được rồi, em muốn bao nhiêu? Bao nhiêu á? Chị muốn nhắc đến cái gì? Em muốn bao nhiêu tiền thì rời xa anh Long. Muốn tiền hay bất động sản cũng được. Chị có thể cho em ngôi nhà bất cứ địa điểm nào trong cái thành phố này. Chỉ cần em nói thích và hứa rời đi là được. Chị đang muốn dùng tiền mua tình cảm của em với anh ấy à? Nói thế cũng không sai. Nhưng mà có chuyện này em cần nói cho chị biết. Nếu như em thích một ngôi nhà nào đó trong thành phố này, thậm chí thành phố khác, anh Long cũng có thể mua cho em được. Tại sao em phải rời xa anh ấy để nhận từ chị? Cái gì? Bây giờ cô muốn lấy tài sản từ tay anh ta nữa à? Đấy là chị nói chứ không phải em. Chị thừa biết em có ý khác mà. Cho dù cô không nhận tiền từ tôi, cô cũng không thể ở bên anh ấy được đâu. Cô có biết bố anh ấy ghét cô đến mức nào không? Có biết những người theo dõi cô gần đây chính là người của bác ấy không? Chị nói thế là sao? Không biết chuyện gì đúng không? Anh Long không nói gì với cô à? Chứng tỏ cô chỉ là một kẻ không giúp ích gì được, nên anh ấy mới không thể nói. Tôi nói cho cô biết, công ty của anh ấy dạo gần đây thất bại liên tục với những dự án. Không có dự án nào thành công, đang gặp khó khăn vô cùng. Chỉ có tôi mới đủ khả năng cũng như kinh tế giúp đỡ anh ấy vực dậy công ty. Cô thấy sao? Cô giúp được gì cho anh ấy? Hay cô chỉ gây phiền phức cho anh ấy? 3 ngày anh ấy đi làm vất vả, đến khi trở về nhà có quan tâm chăm sóc chị em cô. Cô không cảm thấy quá bất công với anh ấy à? Chị nói công ty anh ấy gặp khó khăn á. Anh ấy thực sự không nói gì với tôi. Nói với cô làm gì? Anh ấy sẽ nói với cô vì yêu cô, bố anh ấy mới hủy hoại tất cả dự án của anh ấy à? Hay nói với cô mau chóng biến mất khỏi cuộc đời anh ấy, để những ngày tháng yên bình lập tức quay trở lại. Chỉ tôi mới là người duy nhất phù hợp xứng đáng với anh ấy. Cô không giúp anh ấy thì cũng đừng có phá ngang. Nói xong Nhung đặt dưới bàn tấm danh thiếp. Cô ta nói với Thanh, suy nghĩ kỹ rồi điện cho tôi. Nếu thực sự yêu anh ấy, hãy làm những điều tốt nhất cho anh ấy, đừng khiến anh ấy thêm khổ sở nữa. Từ lúc Nhung rời khỏi, Thanh thẩn thơ nghĩ mãi. Cô thậm chí còn đổ cả cà phê lên áo của khách, khiến ông ấy nổi giận đến mức muốn đập luôn cả cái quán, hại chị chủ phải ra giải quyết. Chế nhìn thấy Thanh rồi lắc đầu.
Nếu em cảm thấy trong người mệt thì cứ về nghỉ ngơi, lúc nào khỏe thì đến làm sau. Chị em thế này đuổi hết khách của quán đấy. Em xin lỗi, tại em không cẩn thận ảnh hưởng đến chị rồi ạ. Không phải chị muốn nói em, nhưng người mệt làm sao làm tốt mọi chuyện được. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị tự sắp xếp. Dạ em có thể làm được, em sẽ cẩn thận ạ. Có được không? Như vừa nãy gặp khách khó tính là khổ lắm đấy. Em sẽ thật cẩn thận, chị cứ tin em. Thôi được rồi, nếu em không muốn thì phải thật cẩn thận một chút. Mệt quá nói với chị, không được giấu biết không? Em cảm ơn, chị tốt với em quá. Ơn nghĩa gì, đời này chẳng ai mắc nợ ai đâu. Câu nói này của chị chủ Thanh nghĩ mãi không hiểu, không biết chị ấy có ẩn ý gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình không thể rời xa Long. Nếu bây giờ cô biến mất không nói năng gì, khoản nợ của anh phải làm sao? Nếu bây giờ cô bỗng nhiên lạnh nhạt với anh, bỗng tạo khoảng cách với anh, trong khi anh yêu thương cô nhiều như thế, anh sẽ ra sao? Còn một điều nữa, nếu anh thực sự chọn Nhung, anh đã không chọn cô. Chỉ có điều anh mệt mỏi, anh vất vả như vậy, cô lại không thể giúp ích được gì. Cô không biết phải làm sao cho đúng nữa. Cứ như thế qua buổi trưa, rồi đến buổi chiều, rồi đến khi anh đứng trước mặt cô. Anh... Cô gọi anh rồi chạy đến ôm chặt lấy anh. Lúc này cô chẳng quan tâm có ai đang nhìn cô hay không. Cô chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì. Cô chỉ biết bây giờ anh vẫn còn ở bên cạnh cô. Vừa nhìn thấy cô anh đã mỉm cười. Cuộc sống khi không yêu ai vốn dĩ đơn giản. Chỉ cần đi làm kiếm tiền, tối về nhà ngủ một giấc say. Không lo lắng, không muộn phiền, không cần thương ai, cũng chẳng cần nhớ ai. Cuộc sống như thế, nhưng tại sao người ta không muốn, cứ mãi chạy theo thứ gọi là tình yêu làm gì? Khoảng thời gian trước Thanh từng nghĩ như vậy, nhưng đến khi con tim không còn nghe lời mình, đến khi biết rằng mình tự lòng yêu một người, cô hiểu tại sao người ta thà lựa chọn vất vả khổ sở với tình yêu, chứ không muốn sống cả cuộc đời cô độc. Một ngày có thể gặp qua cả trăm cả nghìn người, nhưng chỉ có cảm giác duy nhất với một người. Rõ ràng khoảnh khắc ấy có thể nhẹ nhàng bước đi, nhưng lại chọn dừng lại. Đó chính là chữ duyên. Biết khi ở bên cạnh người ấy, mình trải qua nhiều thử thách, nhiều chông gai, nhưng một giây phút cũng không nỡ rời đi. Đó chính là chữ nợ. Đủ duyên đủ nợ, cho dù gặp phải chuyện gì cũng đều muốn bước cùng nhau, cũng muốn vì nhau mà cố gắng. Cô chẳng bao giờ nghĩ có thể gặp một người tốt như anh. Vì cô bỏ qua tất cả, vì cô chịu đựng mọi thứ. Cô vẫn ở trong vòng tay anh, mới cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được nhịp tim anh vì cô đập nhanh hơn vài nhịp. Cô không kìm lòng được khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống. Vòng tay cô siết chặt lấy anh nhiều hơn một chút. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đến bên anh đúng thời điểm em chẳng giúp được gì cả. Nhưng em không muốn rời xa anh. Em không thể nào vĩ đại như thế, không thể cứ thế rời xa anh được. Nghe mấy lời này của Thanh, Long thực không hiểu chuyện gì xảy ra với cô. Anh để cô đứng đối diện với mình. Một lần nữa ánh mắt anh khiến cho cô dù muốn né tránh cũng không được. Có chuyện gì thế? Nói anh nghe. Hôm nay em gặp chuyện gì à? Em biết vì em, thời gian này công ty anh gặp nhiều khó khăn. Cũng chính vì thế anh vất vả hơn. Ai nói về mấy điều này? Người nào nói ra mấy điều vô lý vớ vẩn thế? Công ty anh vô cùng bình thường, gặp khó khăn gì đâu. Không khó khăn gì á. Nhưng người ấy nói là bố của anh. Vừa nghe đến đây, Long đoán ai nói với Thanh, cứ nghĩ là bỏ cuộc rồi. Lại không ngờ mấy trò lén lút sau lưng này ư. Long đưa tay nắm chặt bàn tay Thanh, anh cười cười nhìn cô. Em nhìn anh này, có chỗ nào giống một người sắp bị phá sản không? Nếu như anh thực sự phá sản, anh có thể đứng trước mặt em ung dung thế này không? Cô lắc đầu. Thực ra em xem phim truyền hình, cái lúc người ta sắp phá sản là bận rộn lắm, không có thời gian đi đón người yêu như anh. Nếu đã biết vậy, chắc chắn công ty anh bình thường, và anh cũng chẳng gặp phải chuyện gì khó khăn đâu. Anh nói thật không đấy? Nói thật. Mà cũng khen em một chút. Khen chuyện gì ạ? Cô gái của anh hiểu chuyện, không tự ý bỏ đi để anh phải đi tìm. Thực ra lúc mới nghe chị ấy nói em muốn bỏ đi chứ, nhưng em đi không được. Đi rồi sợ anh nhớ em. Hơn nữa em chưa trả hết nợ cho anh mà. Còn gì nữa không? Thực ra em sợ em nhớ anh nữa. Sau khi rời xa rồi, em không thể ở bên cạnh anh, không được anh ôm, cũng không được nhìn anh mỗi lúc anh ngủ. Cho nên em mới... Lòng kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Từng lời nói của cô vô cùng chân thành. Anh đúng rồi, đã đúng khi từ bỏ tất cả chỉ giữ lại mình cô. Anh yêu cô ngay từ giây phút đầu tiên, cũng vì thế anh xác định cả tương lai sau này. Cảm ơn em. Cảm ơn vì không rời bỏ anh. Nếu em đi rồi anh không biết mình sống tiếp thế nào.
Anh yêu em, dù em phải có trách nhiệm với anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ rơi anh. Ừ, em biết rồi. À, có điều này chưa nói với em. Chuyện gì ạ? Anh rất yếu đuối đấy. Cô nghe xong không thể không phì cười. Nếu anh yếu đuối, trên đời này ai là người mạnh mẽ? Nhưng mà cô sau đấy không phản bác lại. Cô xoa xoa lưng anh rồi nói nhỏ. Bất cứ khi nào anh yếu đuối, em là bờ vai vững chắc cho anh dựa vào. Anh sau đó không đưa cô về, mà đưa cô đến một trung tâm thương mại. Hôm nay chúng ta về nhà muộn chút, anh chuẩn bị đồ ăn cho Tuấn rồi. Cô có người đó chơi với thằng bé nên em không cần lo lắng. Nhưng chúng ta đến đây làm gì ạ? Anh giúp em chọn vài bộ đồ. Em còn nhiều quần áo, thực ra mấy thứ này không cần mua. Em sợ tốn tiền chứ gì. Anh là bạn trai của em, chẳng nhẽ không để anh có cơ hội mua cho em một cái gì à? Anh giúp đỡ em nhiều như thế, đâu phải chưa từng cho em cái gì. Mấy lần trước mời anh ăn cơm, toàn đồ ăn mà anh mang tới. Nếu không cũng là do anh trả tiền mà. Nếu cả mấy thứ đơn giản như thế anh không làm được, anh xứng đáng có tình yêu của em à? Nhưng em cảm thấy chuyện đó cứ lặp đi lặp lại thì giống như lợi dụng ấy. Em thấy không thích hợp. Anh cốc nhẹ đầu cô rồi mắng yêu. Bớt suy nghĩ đi cô gái của tôi. Nếu không sau này em già trước anh, lúc đó đừng có mà khóc đấy. Em đang nghiêm túc mà. Ừ, anh cũng rất nghiêm túc. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đến gian hàng bán quần áo. Anh bảo cô chọn, nhưng cô cứ lưỡng lự mãi. Nếu muốn cô mua quần áo mới, cô có thể đến chợ mua là được rồi. Anh có biết đồ ở đây đắt lắm không? Mua cái áo ở đây bằng cô mua cả mấy bộ quần áo bên ngoài. Thấy cô xem mà không lấy bộ nào, anh mới hỏi, em chọn được bộ nào chưa? Cô nhìn mấy cái áo rồi lắc đầu. Em thấy mấy thứ ở đây không hợp với em. Vậy anh đem tới chỗ khác. Thôi không cần đâu, em có thể tự mình đi mua được mà. Đấy, lại như thế. Có phải xem giá mấy thứ ở đây rồi đúng không? Vậy nên mới không muốn mua chúng. Anh cũng đâu thể nào trách em. Mấy thứ này đắt tiền như vậy, bằng cả tháng lương của em. Em không quen dùng mấy thứ thế này, không muốn mua. Có thể vì anh mua một bộ được không? Không phải vì anh quan trọng về bề ngoài, mà vì tối nay muốn đi em đến gặp bố anh. Đi gặp bố anh á? Anh xin lỗi vì vội vàng, vì không bàn bạc trước với em. Nhưng chuyện này rơi vào thế bị động, vì tối nay bố muốn gặp em. Lúc nghe thấy đến gặp ông ấy, Thanh sợ đến mức mặt mũi tái đi vài phần. Nhưng suy nghĩ lại, gặp ông ấy là điều nên làm, cần phải làm. Đã xác định bên cạnh anh rồi thì phải đối mặt với ông ấy, không thể nào trốn tránh anh mãi được. Em sẽ đến gặp bố anh với anh, cũng mua bộ quần áo tử tế để mặc. Anh xin lỗi nhé. Xin lỗi gì, anh đâu có lỗi gì đâu. Là em cố chấp muốn bên anh, nên em muốn cùng anh đối mặt với bố. Anh không để ông ấy làm gì em đâu, cứ tin anh. Em không sợ, chỉ cần có anh bên cạnh em không sợ bất cứ điều gì. Thành lấy đại chiếc váy mà không nhìn giá của nó xem. Cô sợ nếu tiếp tục nhìn cô không mua nổi đâu. Lúc cô mặc chiếc váy đứng trước gương, cô cũng không nhận ra chính mình. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, bây giờ cô mới hiểu ý nghĩa câu nói. Khi cô khoác lên người chiếc váy đẹp, nhìn cô tự nhiên cũng sẽ đẹp theo. Cô bước từ phòng thay đồ ra mà anh cứ nhìn cô rồi ngây ngốc mãi. Đúng là hôm nay cô quá đẹp, thực sự rất rất xinh đẹp. Cô thấy anh liền cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Sao cứ nhìn em thế? Em mặc chiếc váy này xinh thật đấy. Anh cũng rất xinh. Cái gì? Em không thể dùng từ đẹp trai quyến rũ được à? Không, em chỉ thích nó như thế thôi. Đúng là ngang ngược. Cô nhìn anh cười rồi kéo anh về phía quầy thanh toán. Lúc ấy anh muốn trả nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô lấy cái thẻ tiền tiết kiệm của bản thân để trả. Anh không hài lòng nhưng không cãi nhau với cô ở đây được. Lúc ra xe anh im lặng, kể cả lúc lái xe cô vẫn im lặng. Cô biết anh giận cô, nhưng cái gì ra cái đó. Quần áo cô mặc lên người mình, làm sao có thể để anh trả tiền. Mặc dù cô nghèo thật, nhưng trước giờ sống cô tự trọng, tuyệt đối không lợi dụng người khác trong bất cứ trường hợp nào. Tuy là thế, nhưng bây giờ cô vẫn phải dỗ dành anh. Cảm giác bị anh giận không thoải mái tẹo nào. Cô nắm nhẹ áo anh kéo kéo, còn anh vẫn đang bơ cô, không thèm quay sang nhìn. Cô kéo thêm mấy cái nữa, lúc này anh mới chịu quay qua. Anh chỉ nhìn cô thôi chứ không nói gì cả. Cô đành bắt chuyện trước. Anh giận em thật đấy à? Không, anh giận gì đâu. Anh không giận em, vậy sao không nhìn em? Anh đang lái xe thôi. Ít nhất phải nói chuyện với em chứ. Không phải đang nói đấy à? Có người không quan tâm đến em nữa rồi. Có người không muốn nói chuyện với em nữa, không để ý đến em nữa. Bây giờ em buồn thế này có nên khóc không đây? Em biết rồi, em không nói gì nữa. Không làm phiền đến anh. Để cho anh tập trung lái xe như vậy được chưa?
Em biết thừa chuyện anh muốn nói không phải chuyện này mà. Vậy anh muốn nói chuyện gì? Em có xem anh là người yêu của em không đấy? Tất cả mọi thứ em muốn tự lập, giống như cuộc sống của em không muốn dính dáng gì tới anh. Những điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh luôn có cảm giác em chưa thực sự tin tưởng anh, cũng chưa bao giờ dựa vào anh. Anh muốn làm mọi thứ vì em, anh muốn bảo vệ em, nhưng sao không cho anh cơ hội để làm tất cả những chuyện đó? Em không phải có ý đó mà. Nhưng vậy em mặc lên người sao để anh trả tiền? Em chỉ muốn việc gì có thể làm thì tự làm, như vậy giảm bớt gánh nặng trên vai anh. Anh đã nói anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng. Rõ ràng anh kiếm tiền đơn giản hơn em. Sao chỉ chiếc váy thôi cũng không để anh trả? Sao anh nói to thế, quát em đấy à? Nghe cô hỏi anh lập tức hạ giọng. Anh xin lỗi, anh không cố ý muốn cãi nhau hơn thua với em. Chỉ là anh cảm thấy mình chưa làm được điều gì cho em. Anh cảm thấy em thiệt thòi khi ở bên cạnh anh. Anh đã làm quá nhiều thứ cho em rồi. Chỉ là vì em muốn chia sẻ với anh. Anh đừng giận em nữa có được không? Muốn em không giận cũng được, nhưng phải hứa với em một chuyện. Chuyện gì à? Sau này không được tranh trả tiền với anh. Nhưng như thế đâu có được. Vậy là em muốn anh tiếp tục giận em à? Anh giận em thật á? Không nói chuyện với em nữa, không yêu thương quan tâm em nữa à? Như vậy là em tổn thương đấy. Em đúng thực là. Anh chịu thua, anh không tiếp tục cãi nhau với cô được. Anh sợ cô sẽ buồn, sợ cô tổn thương. Tất cả mọi thứ anh muốn làm cho cô đều phải âm thầm. Nếu cô biết, cho dù thế nào cũng sẽ không nhận. Chiếc xe dừng trước căn biệt thự lớn. Nơi này lớn hơn cả nhà của anh. Cô chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Chỉ có điều nhìn thấy nó cứ u ám làm sao ấy. Cảm giác chưa bước vào trong đã bắt đầu thấy sợ. Anh nắm chặt bàn tay cô như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô cùng anh bước vào bên trong, nơi mà có người dù nghĩ đến thôi cô đã áp lực. Người đầu tiên Thanh nhìn thấy, người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng. Cái cách bà ấy nhìn Thanh chất chứa đầy sự khinh thường. Mặc dù không được chào đón, nhưng Thanh chào hỏi vô cùng lễ phép. Con chào bác ạ. Bà ta không trả lời, đi đến ghế ngồi luôn. Thái độ bà ta khiến Long không hài lòng. Hôm nay tai gì hình như có vấn đề à? Gì cần tôi đưa đến bệnh viện khám không? Bà ta nhìn Long, lúc đầu ánh mắt hơi khó chịu, sau đó môi khẽ nhếch một đường. Bà ta lấy ly trà uống một ngụm rồi nói. Tôi mới chỉ không trả lời đã cảm thấy không hài lòng. Nếu lỡ đụng chạm tới, không biết có chuyện gì xảy ra đây thì sẽ không thể yên ổn thong dong uống trà được đâu. Cậu đe dọa tôi á? Hình như cậu quên mất, người thực sự muốn động vào cô ta không phải tôi, mà là người cả đời này cậu đừng bao giờ mong thoát khỏi bóng của ông ấy. Vậy ư? Chẳng nhẽ không phải? Bà nghĩ xem. Vẫn là cái giọng nói không dèm ai ra gì. Cậu không được dạy dỗ phải lấy phép với người lớn tuổi à? Tôi đương nhiên được dạy bảo tử tế, cũng được dạy bảo phải lễ phép với người khác, ngoài trừ bà. Cậu... Có chuyện gì ồn ào thế? Vừa mới tới đã muốn gây náo loạn đây à? Bố Long từ bên trong đi ra. Nhìn thấy ông ấy, Thanh lo lắng thêm một chút. Cô vội vã đứng lên. Dạ, cô chào bác trai ạ. Ông ấy nhìn Thanh một cái rồi quay mặt đi. Cô không thân thiết đến mức chào hỏi, cả không thân thiết đến mức gọi bác trai rồi xưng con. Thanh im lặng. Dù sao cô cũng không biết tính cách ông ấy như thế nào nên không muốn nói gì, tránh trường hợp gây thêm rắc rối cho Long. Ông ấy nói với Long, ngồi xuống hết đi. Long kéo tay Thanh ngồi xuống cạnh mình. Anh nắm chặt tay cô. Anh muốn nói với cô đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm gì cô cả. Không muốn nói gì ư? Bố Long đưa trà lên miệng uống một ngụm. Ông đặt cái ly xuống bàn. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng âm thanh của nó phát ra lớn hơn bình thường. Mẹ kế của Long thấy thế cười nhạt. Bà ta không vui sao được, khó khăn lắm mới có cơ hội hai cha con không cùng quan điểm. Biết đâu lần này khiến hai cha con tử mặt nhau luôn. Bố muốn gặp cô ấy, con đưa cô ấy đến đây. Bố có chuyện gì muốn nói với con và cô ấy, bố cứ nói. Bố chỉ nói chuyện với con, còn người ngoài thì không có tư cách. Bố để ý lời nói của mình một chút đi, nếu không con không khách sáo đâu. Mấy lời nói này dành cho một đứa con nói chuyện với bố mình à? Không phải con chưa từng xin bố, cũng không phải chỉ có một hai lần đúng không? Bố hà cớ gì ép con và con đường cùng. Hôm nay gọi nó tới để cho nó nghe rõ hậu quả của việc con bỏ tất cả để yêu nó là gì. Không có hậu quả gì hết, tất cả mọi thứ đều có thể sắp xếp được. Long kéo Thanh đứng dậy. Anh muốn đưa cô ra khỏi nơi này, vì anh biết nếu để cô ở lại chắc chắn sẽ phải nghe những lời không hay. Đứng lại! Ở phía sau anh là tiếng quát. Lúc anh quay đầu thấy bố anh đang ôm chặt lấy ngực. Đồ bất hiếu, đồ thứ con bất hiếu. Ông ấy nói rồi gục xuống ghế, cứ thế ngất lịm.
Long chưa bao giờ thấy bố yếu đuối thế này, hay bởi vì anh chưa từng cãi ông ấy nhiều như thời điểm này. Thanh vội vàng gọi xe cấp cứu. Cô không bao giờ có thể ngờ tình huống này xảy ra. Là tại cô khiến ông ấy tức giận lên cơn đau tim. Nếu cô không tới, có lẽ chuyện này không xảy ra. Ông ấy có chuyện gì, cô không biết đối mặt làm sao nữa. Cả đêm đó, Thanh đi đi lại lại hành lang bệnh viện. Các anh cũng vậy. Bà mẹ kế của anh thì liên tục trách móc. Sáng mắt ra chưa? Cô sáng mắt chưa? Nhờ có cô, cái nhà này sắp loạn lên rồi. Ông ấy làm sao? Công ty này không ai chống đỡ. Lúc ấy cô gánh được hậu quả không? Rồi bà ta quay sang nói với Long. Có cả cậu nữa. Vì một đứa con gái như nó khiến bố tức giận đến mức lên cơn đau tim vào viện cấp cứu. Cậu xứng đáng là một đứa con không? Cậu xứng đáng với tình yêu thương của bố dành cho cậu không? Lúc nào cậu cũng nghĩ ông ấy không yêu thương gì cậu. Luôn nghĩ ông ấy hà khắc với cậu chứ gì. Cậu có biết ông ấy luôn quan tâm đến cậu không hả? Long quay lại nhìn bà ta, vẫn bằng ánh mắt không có chút thiện cảm. Đến giờ phút này, bà không quên diễn kịch à? Đúng là nể bà thật. Cậu đúng là hết nói nổi rồi. Bố tôi sẽ không làm sao đâu, cho nên bà đừng có nói mấy lời không hay như vậy. Thôi được rồi, tôi nói mà cậu không nghe. Sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng có mà hối hận. Người hối hận cũng chỉ có mình bà thôi. Thanh nằm lấy cánh tay Long. Cô không muốn Long tiếp tục cãi nhau với người phụ nữ này. Đây là bệnh viện, không thể ồn ào được. Đến tận sáng hôm sau, bố Long mới tỉnh lại. Nhưng không được vào thăm vì vẫn còn phải điều trị tích cực. Thanh với Long đi xuống căng tin mua đồ. Trên đường đi, cô dừng lại một chút. Cô nhìn anh cũng không biết phải nói như thế nào. Anh biết cô có chuyện muốn nói nên mới hỏi. Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không? Chiều nay em sẽ đưa Tuấn về nhà. Em ở nhà anh thêm mấy ngày nữa, đợi mọi chuyện ổn rồi tính sau đi. Bây giờ bác trai vì em thành ra như thế này rồi. Không phải lỗi tại em à? Nhưng em không thể tránh khỏi liên can. Em quyết định rồi, em sẽ đưa Tuấn về nhà. Em không muốn bác biết chuyện em ở nhà anh. Em sợ bác sẽ tức giận thêm ý. Thanh, chuyện này chúng ta quyết định như thế đi. Em nghĩ như vậy là tốt nhất. Trong hoàn cảnh này, Long không muốn tranh luận gì với Thanh cả. Nếu như cô đã muốn về, anh cũng không thể giữ. Hơn nữa bây giờ, bố anh thành ra như thế này, chắc ông ấy cũng không tìm người hại Thanh. Nghĩ như vậy anh đồng ý cho Thanh về nhà cô. Thanh ở lại bệnh viện cũng không được vào thăm. Cho dù được vào thăm, ông ấy cũng không muốn gặp Thanh nên Thanh quay trở lại quán. Bà mẹ kế của Long không biết đi đâu, người lại để trực chỉ có mình Long thôi. Qua đến ngày hôm sau, ông ấy khỏe hơn nhiều. Bác sĩ cho ra khỏi phòng đặc biệt để nằm phòng thường điều trị. Vì muốn ông ấy phục hồi nhanh hơn, Long đặt phòng VIP, chỉ một mình ông ấy ở trong phòng. Bình thường lúc nào ông ấy cũng hung dữ, lúc nào cũng muốn giành phần thắng về mình. Nhưng khi nhìn ông ấy nằm trên giường bệnh thế này, Long mới biết ông ấy già thật rồi. Con đang thương hại bố đấy à? Long trả lời như quay mặt đi chỗ khác. Bố đừng suy nghĩ chuyện gì nữa, để nhanh chóng lành bệnh đi. Cứ nghĩ tức đến chết rồi cơ, không nghĩ lại không nhận. Bố đừng nói linh tinh, bác sĩ bảo chỉ cần tránh việc nặng và suy nghĩ nhiều, bệnh nhanh chóng lành thôi. Không muốn bố suy nghĩ thì bỏ cô gái đó đi. Bố, con nói với bố là con không thể từ bỏ cô ấy. Bố đừng ép con không muốn trong trường hợp này lại tiếp tục nhắc đến những chuyện không vui ảnh hưởng đến sức khỏe của bố. Ông ấy nhìn ra phía cửa sổ trầm ngâm. Con nghĩ bố cấm con đến với nó chỉ vì thân phận nó thấp kém hơn con à? Nếu không phải thế, còn lý do nào khác nữa bố? Lý do ấy nếu bố nói ra, cả đời này con không thể quên được đâu. Cho dù bất cứ lý do gì, con không bao giờ rời xa cô ấy. Ngay khi bố chính là người gây ra tai nạn cho bố mẹ của nó à? Chiếc cốc trên tay Long rơi xuống đất. Anh dường như không tin nổi những gì mình nghe được. Anh nhìn ông ấy, trong ánh mắt anh như đang muốn cầu xin ông ấy nói lại. Nói là tất cả những gì ông ấy nói là lừa gạt anh, là không có bất cứ câu nào trong câu nói của ông ấy là thật. Nhưng khi anh nhìn ánh mắt ông ấy, anh biết ông ấy không hề có ý định muốn nói lại. Ông ấy khẳng định ông ấy nói không sai một từ. Nghe cái thời khắc đó, Long như muốn gục ngã. Bố không muốn nói ra chuyện này vì bố biết nếu con nghe được, chắc chắn con không ngừng ám ảnh, không ngừng cảm thấy tội lỗi với con bé. Long nắm chặt cánh tay ông ấy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chuyện này là sao? Sao người gây tai nạn cho bố mẹ cô ấy lại là bố? Bố làm gì họ?
Tại sao? Tại sao hai người họ không qua khỏi? Những câu hỏi dồn của Long khiến cho ông ấy căng thẳng hơn. Cơn đau tim bắt đầu phát tác. Ông ấy ôm lấy ngực không nói nên lời. Nếu Long tiếp tục hỏi, sợ ông ấy bị giết chết bởi những câu hỏi của anh. Nhưng anh không hỏi, sao anh biết sự thật? Làm sao anh sống tiếp mà nhìn mặt cô? Anh thất thần, hai tay buông xuống, nước mắt không cách nào kìm nổi. Con quên cô ta đi, dù sao bây giờ cũng chưa sâu đậm. Coi như con vì người cha già này quên đi cô ta. Cho dù là chuyện quá khứ, cô ta không bao giờ tha thứ cho bố. Long ngước mắt nhìn ông ta. Anh chỉ mong tất cả những gì anh suy nghĩ không phải sự thật. Bố nói cho con biết, có phải sau khi gây tai nạn bố bỏ trốn đúng không? Bố không cứu họ à? Bố để cho họ nằm lạnh lẽo ngoài đường tới chết á? Bố nói con nghe đi. Không phải là bố không muốn cứu họ, mà lúc đấy bố không thể dừng xe được. Lúc ấy bố phải đưa con đến bệnh viện, con bị đau ruột thừa. Nếu chậm trễ có thể bây giờ con không sống trên đời đâu. Vậy có nghĩa chính con là người gián tiếp gây ra cái chết của họ, có đúng thế không? Con nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà gián tiếp với trả trực tiếp? Tại sao bố không gọi xe cấp cứu cho họ? Tại sao bố để họ nằm đó một mình? Tại sao bố nhẫn tâm như thế? Lúc ấy lo cho sức khỏe của con, bố không còn để ý đến những chuyện xung quanh. Bố chỉ sợ chậm một giây, con không bao giờ có thể tồn tại. Long không biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh không biết đối mặt với cô thế nào. Tại vì gia đình anh, hai chị em cô trở thành trẻ mồ côi. Tại gia đình anh, em trai cô suýt mất mạng. Cũng vì thế cô vất vả mưu sinh, làm việc không quản ngày đêm. Anh lại nhìn ông ấy rồi hỏi, tại sao lúc gây tai nạn cho họ xong, bố không chịu trách nhiệm với họ, không bồi thường cho họ, không giúp cuộc sống của hai chị em họ? Tại sao thế bố? Rõ ràng bố không thiếu thốn về vật chất. Vậy thứ bố thiếu là lương tâm đúng không bố? Con im miệng đi, đừng thấy bố không nói gì rồi được nước mà làm tới. Con chỉ muốn hỏi bố, tại sao bố không lo cho cuộc sống của hai chị em họ? Có vẻ vì họ thân cô thế cô, cho nên sau khi hai người đó đi rồi, chỉ còn hai chị em họ, nên bố tìm cách không chịu trách nhiệm. Lúc đó công ty thời kỳ thua lỗ, không vững mạnh như bây giờ. Một lúc hai mạng người, có bảo bố đền làm sao được đây? Chỉ vì thế bố hủy hoại tương lai của họ, biến họ trở thành kẻ mồ côi đáng thương. Con không ngờ bố là người như thế. Con không thể tiếp tục ở đây nói chuyện với bố được. Nếu không sợ rằng con không kiểm soát được mình. Con đợi đã. Long quay đầu, ánh mắt lúc này chất chứa rất nhiều đau khổ. Ông ấy muốn anh dừng lại làm gì? Muốn anh giày vò thêm hay sao? Bố có muốn nói gì với con nữa? Không phải bố không bồi thường cho chị em nó. Bố có làm. Bố có bồi thường á? Bố có bồi thường, thế mà chị em cô ấy sống trong ngôi nhà rột nát như vậy. Có bồi thường, em cô ấy bị bệnh mà không có tiền chạy chữa à? Chuyện này bố làm sao mà biết đây? Lúc xảy ra tai nạn, bố đến nhà con bé để bồi thường. Bố mẹ nó mất hết nên chỉ có bác nó đứng ra nhận. Nếu không bây giờ, con nghĩ bố có thể tự do tự tại thế này ư? Chẳng qua bác của nó giống như kẻ đào mỏ thôi, hết lần này đến lần khác đe dọa bố, bắt bố phải đưa thêm tiền. Trong khi hoàn cảnh lúc đấy của nhà mình thì rất khó khăn. Chính vì thế bố bỏ mặc luôn chị em cô ấy. Bố biết chuyện này từ bao giờ? Bố biết cô ấy chỉ là con gái của người bố hại chết từ bao giờ? Vậy con nghĩ bố làm thế nào đây? Tai nạn xảy ra rồi, người cũng đã chết. Cứ đòi tiền như thế ai chịu cho được? Con đừng nói chuyện kiểu như bố cố ý vậy. Đó là tai nạn ngoài ý muốn, không ai muốn chuyện đó xảy ra hết. Cho dù thế nào, bố là người có lỗi. Chính bố là người đẩy hai chị em cô ấy vào cuộc sống khốn cùng. Chẳng phải con giúp đỡ chị em nó rồi đấy à? Chẳng phải con đưa tiền cho chị em nó chữa bệnh? Nếu như không phải bố điều tra thân phận của nó, làm sao bố biết được con sắp bước vào con đường nào? Cho dù như vậy thì sao? Cô ấy không biết gì cả, con sẽ bù đắp cho cô ấy. Cả đời này con chỉ sống vì cô ấy, để bù đắp tất cả những mất mát chị em cô ấy phải chịu. Con nói cho bố biết, tội lỗi bố gây ra, bố đừng tiếp tục khiến nó trở nên không cứu vãn được nữa. Con có nghĩ đến một ngày nào đó nó sẽ phát hiện ra không? Lúc đó mọi thứ không thể cứu vãn được đâu. Con không quan tâm, con chỉ biết con thương cô ấy, con yêu cô ấy, con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Bố dừng lại đi. Người con gái đứng bên ngoài tình cờ nghe hết cuộc hội thoại bên trong. Cô nhanh chóng chạy đi để không bị Long phát hiện. Long đi ra ngoài, trong lòng anh lúc này thực sự nặng trĩu.
Anh phải làm sao? Phải làm sao để đối mặt với cô đây? Long rời khỏi bệnh viện, Nhung nhìn theo nhưng không thể không cười. Cô ta nghe tin bố của Long bị bệnh nên đến thăm, thực không ngờ nghe thấy một câu chuyện thú vị, trên mức cả thú vị thế này. Cô ta lấy điện thoại gọi cho Huy. Đến lúc Huy phát huy tác dụng, chờ mãi cuối cùng đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời. Alo, tôi nghe. Cậu đang ở đâu đấy? Đang ở quán. Tôi có tin vui cho cậu đây. Chuyện gì thế? Với thái độ này của cậu, tôi lại không thích nó nữa rồi. Cậu đừng quên chúng ta là đồng minh. Tôi không phải con hầu kẻ ở của cậu. Mẹ ư, cô thích thì nói, không thích thì thôi. Tôi đây không quan tâm. Chuyện liên quan đến Thanh Thanh của cậu đấy, cậu có quan tâm không nào? Cô muốn làm gì? Không làm gì hết. Chỉ là tôi phát hiện bí mật khiến cô gái trong tuổi thơ của cậu sẽ phải đau khổ cả đời. Cô nói gì thì nói đi, đừng có chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Thôi được rồi, dù sao thì nói cái bí mật này với cậu, tôi cũng là người có lợi. Cho nên tôi sẽ nói với cậu. Chắc cậu biết bố mẹ của Thanh bị tai nạn qua đời rồi đúng chứ? Biết, nhưng chuyện này có liên quan gì? Vừa hay tôi biết người gây ra vụ tai nạn đó. Cô biết á, người đó là ai? Cậu cứ thử đoán xem đi. Đầu dây bên kia im lặng, sau đó một giọng nói đầy hoài nghi. Cô đừng nói với tôi. Sao? Cậu đoán ra rồi chứ? Thấy rất thú vị đúng không? Bố mà người mình yêu thương hết mực chính là người cướp đi bố mẹ của mình. Nếu như cô ta mà biết, cậu nghĩ cô ta còn ở bên cạnh Long được không? Kẻ gây tai nạn cho bố mẹ cô ấy, kẻ không chịu trách nhiệm với cuộc sống hai chị em cô ấy lúc nhỏ, chính là bố hắn ta. Chị nói thật không đấy? Chính là lão ta ư? Cậu làm gì mà phẫn nộ vậy? Cứ làm như kiểu cậu tử tế lắm ấy, làm như cậu chưa từng tổn thương cô ta vậy. Tôi chưa từng làm tổn thương cô ấy, ngay cả trong khoảng thời gian này. Tôi luôn âm thầm ở bên cạnh cô ấy, tôi chưa nói bất cứ một điều gì cả. Đó chính là sự ngu ngốc của cậu. Bây giờ cậu nói cho cô ta biết ai là người gây ra tai nạn cho bố mẹ cô ta, rồi sau đó cậu đưa cô ta đến nơi lẽ ra cô ta phải đến, sau đó chăm sóc cô ta cả đời như những gì cậu muốn. Chúng ta cả hai đều có lợi mà. Nhung sau đó tắt điện thoại. Bây giờ cô ta có thể yên tâm ngồi một chỗ chờ kết quả. Tay Huy nắm chặt thành nắm đấm. Khoảnh khắc đó không vui vẻ gì vì nắm được điểm yếu của Long mà anh ta cảm thấy buồn, căm phẫn. Lúc quay trở về, Thanh không nhớ anh ta nữa. Anh ta cảm thấy rất giận, cảm thấy Thanh chính là người vì người đàn ông lắm tiền nhiều của mà thay lòng đổi dạ. Giờ muốn nói cho cô biết, anh không phải kẻ nghèo nàn. Là theo anh ta, Thanh sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng rồi từ ngày chứng kiến Thanh yêu người đàn ông kia sâu đậm hơn, anh ta không muốn nói gì nữa, muốn chúc phúc cho Thanh. Nhưng bây giờ thì không, anh ta sẽ giành Thanh lại, sẽ không để Thanh chịu tổn thương bất cứ một lần nào. Hôm sau Thanh đến quán làm việc, cô vừa bước chân vào quán nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Huy. Nụ cười này chỉ những ngày đầu tiên Huy tới cô được nhìn thấy, cảm giác nó rất thân thiện. Chỉ có điều thời gian qua, chẳng biết Huy gặp chuyện gì mà anh luôn nhìn cô ánh mắt rất lạ. Bây giờ tốt rồi, cô không cần suy nghĩ hay đề phòng gì Huy nữa. Cô cười cười đáp lại, em chào anh ạ. Ừ, chào em. Sao đột nhiên hôm nay khách sáo thế? Bởi vì em là cô gái đặc biệt. Có chuyện gì ạ? Thời gian này anh luôn nói mấy câu khó hiểu, em càng nghĩ càng không biết có chuyện gì xảy ra. Huy nắm tay Thanh kéo cô ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc. Anh có chuyện này muốn nói với em từ lâu, nhưng thấy cuộc sống em bây giờ thay đổi nhiều quá. Nhưng thấy cuộc sống của em bây giờ thay đổi nhiều, kể cả chính em cũng thay đổi, nên anh định không nói. Nhìn anh nghiêm túc kiểu này, em cảm thấy như anh sắp nói một chuyện gì quan trọng, có đúng không ạ? Ừ, đúng là quan trọng. Huy lấy từ trong túi chiếc vòng cũ kỹ lắm rồi, một chiếc vòng từ sữa hạt của những cây cỏ dại. Em nhớ chiếc vòng này không? Anh ta nhìn Thanh rồi cười buồn. Chiếc vòng đính ước năm nào của chúng ta, có lẽ chỉ mỗi anh nhớ, còn em chắc quên rồi đúng không? Thanh cầm cái vòng từ tay Huy, đoạn ký ức năm đó rời rạc trở về, chỉ còn là những mảnh ghép khuyết. Anh ơi, đợi em với. Sau này chúng ta lấy nhau nhé, em tặng vòng đính ước này này, có đẹp không? Anh đi thật á, anh bỏ em đi à? Anh xin lỗi, anh phải đi với bố mẹ. Sao không có tin tức gì hết về mẹ? Anh ấy không về nữa đúng không? Lúc này giọng của Huy đưa cô về thực tại. Chắc em không nhớ, em quên anh thật rồi. Anh... Thanh nhìn Huy đầy bối rối,
cảm giác bản thân làm chuyện gì đó sai lắm. Nhưng chuyện trẻ con trong quá khứ, anh không chấp niệm đến tận bây giờ đúng không? Anh về từ bao giờ? Sao anh biết em ở đây? Lúc chúng ta gặp nhau, anh nhận ra em rồi đúng không? Ừ. Vậy sao không nói gì với em? Anh phải nói gì khi em không nhớ anh nữa? Lâu như vậy rồi, đúng là em không nhận ra. Nhưng cũng không nhớ gì đến anh nữa cả. Nếu anh nói từ khi trở về, chắc chắn em nhớ ra anh. Nhớ cái gì? Nhớ chuyện anh từng là hàng xóm của em à Thanh? Sao anh nói như vậy? Thực ra em yêu hắn ta rồi. Tại sao anh biết á? Vì anh thấy ánh mắt em nhìn người đàn ông đó. Vì khi mọi sự quan tâm của em chỉ hướng về anh ta, là khi em đối xử với anh nhạt nhòa. Anh Huy, lúc đó chúng ta còn nhỏ, em không còn nhớ rõ. Anh trách móc em như thế có vẻ hơi quá không? Nếu em giữ liên lạc, chúng ta có trở thành quá khứ không? Anh đi rồi cũng biến mất sau đó, em liên lạc với anh bằng cách nào được? Anh gửi thư đấy, em không trả lời mà. Thư, em chưa từng nhận được lá thư nào cả. Nghe Thành nói vậy, anh ta nhìn cô hoài nghi. Em nói thật chứ, chưa từng nhận được thư anh gửi ư? Em không nói dối, nếu nhận được em đã không buồn cả khoảng thời gian dài như vậy. Em có buồn à? Hồi nhỏ chỉ có mỗi mình anh là bạn, anh đi rồi em có thể không buồn ư? Nghe Thành nói thế, tâm trạng Huy lập tức tốt hơn. Anh cười cười, nụ cười đẹp đẽ rạng rỡ như ngày đầu tiên Thanh gặp lại. Quá khứ để cho nó ngủ quên đi. Anh không đào bới hay nhắc lại, khiến cho mọi thứ trở nên mệt mỏi. Sau này anh quan tâm em thật nhiều, cố cùng em thực hiện lời hứa. Anh nói như thế là sao? Lời hứa? Đúng thế, chúng ta sẽ kết hôn. Thanh ngạc nhiên đến mức lúc ấy chẳng nói nên lời. Mất một lúc cô mới có thể nói với Huy. Chuyện quá khứ, chuyện thơ bé, không thể xem là lời hứa nghiêm túc. Hơn nữa chúng ta quá lâu không gặp lại, anh nghĩ chúng ta có thể phù hợp nói chuyện kết hôn à? Còn một chuyện quan trọng hơn, em có người thương trong lòng, chúng ta chỉ có thể làm anh em tốt của nhau thôi. Em muốn nhắc đến Long á, em nghĩ anh ta có thể che chở bảo vệ em cả đời ư? Anh ấy rất tốt với em ạ. Là vì em nợ tiền anh ta, em cảm thấy anh ta tốt với em, hay thực sự nhìn nhận được con người của anh ta? Anh nói thế là sao? Anh không trách em nhận tiền từ anh ta, mà anh trách chính mình trở về muộn. Nếu anh về sớm hơn một chút, em đã không gặp anh ta. Anh càng nói em càng không hiểu. Tại sao anh tìm em? Tại sao phải làm cho mọi thứ rắc rối như thế? Vì anh vẫn quan tâm đến suy nghĩ cảm xúc của em. Anh muốn bước vào trái tim em một lần nữa. Đợi đến lúc đấy anh nói cho em biết. Nhưng thực không ngờ... Em không biết anh nghĩ gì. Nhưng bây giờ em có người trong lòng rồi. Chuyện quá khứ trước đây anh đừng nhắc lại. Em không thể yêu anh ta được đâu. Nhưng tại sao? Em yêu ai đó là lựa chọn của em. Em cảm thấy mình đúng khi ở bên cạnh anh ấy. Em cảm thấy đúng á? Em cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh người giết chết bố mẹ mình à? Câu nói của Louis giống như đẩy cô xuống vực thẳm. Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể chơi với trong đau khổ tột cùng. Anh nói cái gì? Anh vừa nói cái gì thế? Anh không nói sai đâu. Tất cả những gì anh nói là sự thật. Em không thể ở bên hắn ta được. Bên cạnh hắn ta, em không bao giờ có hạnh phúc. Em không hỏi chuyện đó. Em muốn hỏi anh vừa nói, ai là người gây ra cái chết cho bố mẹ em? Là ai? Thanh không kìm chế được nữa, cô nắm lấy cổ áo Huy. Ánh mắt cô nhìn Huy như đang cầu xin tất cả những gì Huy nói với cô là lừa bịp. Nhưng anh ta khẳng định vô cùng chắc chắn. Em có biết người gây tai nạn cho bố mẹ em là ai không? Em có biết người đẩy hai chị em vào đau khổ mồ côi đói khát là ai không? Chính là bố của anh ta, là người sau này em gọi là bố đấy. Không, không thể có chuyện đó chứ, anh đừng nói dối. Chuyện này không thể xảy ra. Thế giới rộng lớn như vậy, sao người gây ra tai nạn cho bố mẹ em có thể là bố của anh ấy được chứ? Huy nắm bả vai Thanh, anh cố giữ cho Thanh bình tĩnh hơn. Nhưng cô bỏ chạy ra ngoài, cứ thế mặc kệ tiếng chị chủ gọi. Gọi Thanh không được, chị chủ quay sang hỏi Huy. Hai đứa xảy ra chuyện gì to tiếng thế? Chị đeo tai nghe còn nghe thấy giống như cãi nhau. Định xem chuyện gì xảy ra thì cái Thanh nó chạy mất tiêu. Không có gì đâu ạ, chỉ là chút xích mích nhỏ nhen giữa em với cô ấy. Hai đứa bình thường thân nhau cơ mà, sao giờ cãi nhau? Dạ, cô chưa hiểu khổ tâm trong lòng em. Chỉ cần cô ấy hiểu, nhất định sẽ suy nghĩ khác ạ. Thanh chạy về nhà ôm lấy Tuấn khóc như mưa. Thằng bé không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nó thấy chị khóc, nó cũng khóc theo. Chị sao thế? Có chuyện gì xảy ra với chị à? Chị xin lỗi em. Có chuyện gì chị nói đi, chúng ta là chị em. Có chuyện gì thì phải nói cho em nghe chứ. Chị không biết nói sao, nhưng anh Long, anh ấy... Anh Long sao ạ? Có phải có chuyện gì với anh ấy không? Chị nói đi, chị đừng im lặng như thế em lo.
chị xin lỗi em. Thanh không thể nói được điều gì, cô liên tục xin lỗi thằng bé. Cô biết phải nói với thằng bé như thế nào. Nói với thằng bé, cô đang yêu con trai của kẻ giết chết bố mẹ mình hay sao? Cô cũng biết đó là tai nạn, là chuyện xảy ra không ai mong muốn. Ông ấy không cố tình gây ra cái chết cho bố mẹ cô. Nhưng giá như ông ấy có trách nhiệm, ông ấy lo cho em trai cô một phần cuộc sống, thằng bé không ốm đau ngặt nghẽo, cô có lý do mà nói với thằng bé. Nhưng mà khó khăn lắm mới tìm được một người yêu thương cô thực lòng. Khó khăn lắm cô mới dám mở lòng đón nhận tình cảm từ người khác. Tại sao chuyện này xảy ra với cô? Thế giới này có nhiều người như thế, sao cô lại gặp và yêu thương Long cơ chứ? Tiếng chuông điện thoại kêu. Thanh nhìn màn hình thấy cuộc gọi từ số của Long. Cô cứ mãi nhìn đến khi chuông điện thoại không kêu nữa. Tiếng Tuấn ở ngay bên tai. Chị ơi, sao chị không nghe điện thoại của anh Long? Anh ấy vừa gọi cho chị kìa. Chị bị làm sao thế? Chị không muốn nghe. Thôi chị đi nấu cơm. Từ giờ về sau đừng nhắc đến anh ấy nữa nhé. Sao lại thế? Mới hôm qua mọi thứ bình thường mà chị. Em đừng hỏi nhiều, chị không muốn trả lời. Sau này chúng ta phải tự dựa vào bản thân mình. Anh ấy không thể cùng chúng ta đi hết đoạn đường này. Tuấn càng nghe càng chẳng hiểu. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng nó biết tình cảm của Thanh với Long sâu đậm. Sao có thể không nhắc là không nhắc ngay được? Chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng nên mới khiến thái độ Thanh trở nên như vậy. Long không gọi được cho Thanh thì gửi tin nhắn. Em đang ở quán phải không? Em qua đón em nhé. 30 phút trôi qua, điện thoại không có tin nhắn trả lời. Nỗi lo, nỗi bất lực trong lòng anh càng lúc càng tăng dần. Liệu có phải cô biết chuyện gì rồi không? Cô chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của anh cả. Cũng chưa bao giờ để anh đợi lâu đến như thế. Bây giờ anh phải làm sao? Anh không phải người trực tiếp gây ra chuyện này, nhưng anh là con trai của người gây ra tai nạn. Anh có thể không liên quan à? Anh có thể coi như mình vô tội sao? Tại sao ông trời đối xử bất công với anh như vậy? Để cho anh mất đi người mẹ yêu quý của mình. Giờ khi anh tìm được người con gái anh muốn dành cả đời chăm sóc thì lại xảy ra chuyện. Long không thể chờ được nữa, anh lập tức chạy đi tìm Thanh. Anh bỏ mặc tất cả công việc giang dở, bỏ mặc hợp đồng sắp ký. Anh ra đến sảnh thì Hùng chạy theo. Anh đi đâu thế? Đi tìm Thanh. Ôi trời đất, làm sao được, đối tác người ta sắp tới nơi. Bây giờ anh đi hỏng bét. Tôi không quan tâm. Anh không đi tìm thì chị ấy ở đó, chưa đi đâu đâu mất. Nhưng bây giờ anh rời đi, hợp đồng biến mất, công ty phá sản, lúc đấy có tìm được chị Thanh, anh lấy gì mà lo cho chị ấy? Anh muốn bố anh cười vào mặt anh đấy à? Anh muốn bà ta khinh thường anh cả đời này à? Có cái cô Nhung kia nữa, anh muốn tạo điều kiện để cho cô ta đòi giúp anh à? Cậu im ngay đi. Em không im đâu, em theo anh nhiều năm như vậy, anh thế nào em hiểu rõ. Em không biết có chuyện gì với anh và chị ấy, nhưng bây giờ công việc quan trọng. Khi anh mất tất cả mọi thứ, liệu anh lo tốt cho người con gái mình yêu được không? Lòng đừng im ở đó. Những gì Hùng nói không phải không có lý, chỉ tại anh lo lắng quá, chỉ tại anh không thể liên lạc được với cô. Bây giờ anh đi vào trong đợi đối tác đến đi. Anh lo lắng, em đi tìm chị ấy cho. Không cần đâu. Ký hợp đồng bao lâu thì có thể kết thúc? Dạ, trong mất một tiếng ấy ạ. Sau đó đi ăn thêm mất khoảng 1-2 tiếng nữa. Chỉ ký hợp đồng thôi, chuyện ăn uống tính sau đi. Nhưng như thế sao được ạ? Chúng ta hợp tác lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai. Hơn nữa công ty này vô cùng lớn, anh không thể để mất những dự án về sau được. Mặc kệ Hùng nói, Long để ngoài tai tất cả. Bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, Thanh đã biết hay chưa? Chờ thêm 10 phút đối tác tới, Long cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, cố gắng bình tĩnh nhất để giải quyết công việc nhanh gọn. Không ai trong số những người đó có thể nhận ra Long đang lo lắng đến mức gần như cả người bất an, cảm giác anh sắp mất đi thế giới của mình. Hợp đồng ký kết thành công, Long đứng lên trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Anh nói với đối tác, xin lỗi vì không thể mời anh ăn cơm tối. Tôi thực sự đang có công việc rất gấp, tôi hứa sẽ tạ lỗi với anh sau. Trái với sự lo lắng của Hùng, phía đối tác vô cùng thoải mái. Người đàn ông ấy đứng lên bắt tay Long cười, không sao đâu, chúng ta là những người bận rộn, không thể tránh khỏi chuyện này. Để lần sau chúng ta ăn cơm cùng nhau, hợp tác lâu dài, không sợ không có cơ hội nói chuyện. Vâng, cảm ơn anh thông cảm cho tôi. Anh cứ đi công việc của mình đi, bây giờ tôi cũng phải về nhà, bà xã tôi đang chờ mà. Nói thật, nếu hôm nay anh không có việc đột xuất, tôi cũng phải khước từ. Hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày cưới của hai vợ chồng, tôi về muộn, bà ấy cạo chọc đầu tôi. Nói rồi, vị đối tác cười lớn, khiến không khí căng thẳng trở nên vui vẻ lạ thường. Long nói với ông ấy, chung hai vợ chồng anh chị tình cảm mặn nồng. Tôi sẽ gửi quà tới sau, còn bây giờ tôi xin phép. Long bắt tay người đó rồi vội rời đi. Anh ngay lập tức đến quán tìm Thanh. Bình thường sẽ thấy cô ở đây, sẽ thấy khuôn mặt cô ửng hồng, nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng hôm nay thì không thấy đâu.
Bước vào trong quán, anh thấy Mũi Huy đang ở đó. Anh ta nhìn anh khẽ cười nhạt. Nụ cười này của Huy khiến Long bất giác khó chịu trong lòng, cứ như đang thách thức anh vậy. Long đi đến gần, càng đến Huy càng tỏ vẻ rừng rưng. Mặc dù không vui, nhưng Long vẫn nói chuyện với Huy rất lịch sự. Xin lỗi, nhưng cậu có thể cho tôi hỏi một chuyện được chứ? Huy quay lại, vẫn là nụ cười nhếch mép khiến cho người ta muốn đấm. Có chuyện gì? Thanh có ở quán không? Cô ấy đi đâu, ở đâu? Chẳng phải anh là người biết rõ à? Sao lại chạy đến đây tìm? Tôi không gọi được cho cô ấy. Vậy ư? Thái độ này của cậu là sao thế? Thái độ tôi làm sao? Chẳng nhẽ tôi vui không được thể hiện ra ngoài à? Cậu nói thế là ý gì? Khi thấy người ta sắp chia tay, tôi luôn cảm thấy vui vẻ, nhất là khi anh và cô ấy không ở bên cạnh nhau. Mấy câu nói này của cậu là ý gì đây? Huy bước một bước nữa về phía Long. Anh ta cúi sát người thì thầm tai Long. Cô ấy biết hết mọi chuyện rồi. Tôi nghe cô ấy nói, từ giờ anh đừng mong được ở cạnh cô ấy nữa. Long tức giận, anh túm lấy cổ áo của Huy, nhưng anh ta chỉ cười. Anh ta càng bình tĩnh bao nhiêu, càng khiến cho Long sợ hãi bấy nhiêu. Anh sợ mất Thanh mãi mãi. Sao nào, có phải bây giờ tâm trạng rất thú vị đúng không? Một chút lo lắng, một chút sợ hãi, cả căm phẫn tức giận. Nhưng mà anh có thể làm được gì đây? Chẳng làm được gì đâu. Cây kim trong bọc thì lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Bố làm con chịu từ xưa đến giờ cũng chẳng lạ gì đâu. Sao cậu biết chuyện này? Cậu nói gì với cô ấy? Có gì thì nói nấy thôi. Tôi cũng chẳng xuyên tạc hay là bịa đặt chuyện gì cả. Còn tại sao mà tôi biết đấy à? Tôi không thích nói đấy. Long nắm chặt tay, anh ta lại cười. Muốn đánh tôi á? Hay là muốn giết người diệt khẩu? Nhưng muộn mất rồi, cô ấy đã biết. Bây giờ có đi tìm cô ấy thì cũng chẳng gặp được đâu. Nói cho anh một tin buồn nhé. Sắp tới đây tôi rời khỏi nơi này và mang theo cô ấy. Sẽ đưa cô ấy đến một nơi mà cô ấy nên đến. Cậu dám à? Có gì đâu mà không dám. Tôi có thể bỏ hết tất cả về đây tìm cô ấy. Chỉ chuyện đưa cô ấy đi có gì là lạ đâu. Anh mất cô ấy thật rồi, đừng cố gắng níu kéo làm gì cả. Về mà cảm ơn bố anh ấy. Cảm ơn ông ta vì cho anh một mối lương duyên dang dở. Anh ta nói xong hất tay của Long ra, trên môi vẫn là nụ cười đáng ghét. Bây giờ Long cũng không suy nghĩ được gì nhiều nữa. Anh phải đi tìm Thanh thôi. Cho dù cô mắng chửi anh cũng được, hắt hủi anh cũng được. Anh chỉ muốn biết cô đang ổn. Chỉ cần cô không sao, dù anh đau đớn đến mức nào cũng có thể chịu đựng được. Xe anh dừng trước cửa nhà Thanh. Vừa nhìn thấy xe của anh, Tuấn lập tức chạy ra. Thằng bé chạy lấy bám cánh tay Long, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh Long ơi, chị Thanh làm sao ấy? Từ lúc về nhà em thấy chị khác lắm. Còn bảo sau này không được nhắc tới anh nữa. Em có thể ở ngoài này chơi được không? Để anh vào nói chuyện riêng với chị ấy. Chăng chị ấy giận dỗi vu vơ anh chút thôi ạ. Anh đừng để ý nhé. Thằng bé này nó vẫn ngây thơ vô tư như vậy. Nếu như ngày nào đó thằng bé biết tất cả mọi chuyện, liệu có thể nói chuyện với anh thế này không? Hay nó giống như Thanh, ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt nhỉ? Long đi vào trong, lúc này thấy Thanh ngồi thất thần nhìn ra phía cửa sổ. Anh không biết mọi thứ cứu vãn nữa được không? Chỉ biết bây giờ tim anh như sắp tan nát đến nơi, đau đến mức không thể thở nổi. Để cả cách anh gọi tên Thanh cũng khiến cho người ta nhói lòng. Thanh à? Nghe tiếng Long gọi, Thanh quay đầu lại nhìn. Anh đúng là con trai của kẻ cướp đi hạnh phúc gia đình cô. Nhưng sao cô chẳng thấy ghét bỏ anh? Long đi về phía cô. Cô vì thế lùi lại. Anh nhìn cô đầy đau khổ. Thanh à, anh đừng qua đây. Coi như là em xin anh đấy. Anh cũng xin em. Em đừng như thế này, anh sợ lắm. Chuyện giữa chúng ta, anh xin em đừng nói kết thúc. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy nhau. Em muốn rời xa anh thật hay sao Thanh? Vậy anh bảo em phải làm thế nào? Phải làm thế nào đối mặt với người khiến cho em tan cửa nát nhà đây anh? Em vui vẻ với ông ấy à? Phải ngồi im khi ông ấy nhìn em bằng ánh mắt khinh thường à? Hay em nên vì anh quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ? Anh xin lỗi. Để cái đám ma tử tế cho bố mẹ em, ông ấy không làm được. Em cũng không yêu cầu ông ấy phải nuôi chị em. Nhưng ít nhất ông ấy phải cho người đã khuất yên tâm an nghỉ. Đằng này thì sao? Ông ấy biến mất. Biến mất nhưng chưa gây ra tai họa gì cho gia đình em. Chuyện này không phải như em nghĩ đâu Thanh à. Đúng là sau này ông ấy có không đến tìm chị em thật. Nhưng khi bố mẹ em nhắm mắt, ông ấy đã tới và lo ma trai hậu sự. Anh nói cứ như em là một đứa ngốc. Bố mẹ em mất không có tiền mua nổi cái quan tài. Bà con hàng xóm mỗi người góp một ít.
Ông ấy chưa bao giờ đến thắp cho bố mẹ em một nén nhang. Nếu ông ấy có tới thì khi gặp lại ông ấy em chắc chắn nhận ra chứ. Em còn người thân nào nữa không Thanh? Anh hỏi người thân của em làm gì? Chuyện này không liên quan đến ai hết. Anh chỉ muốn xác nhận một chuyện. Em còn có bác. Bác của em bây giờ ở đâu? Sau khi bố mẹ em mất một thời gian, bác ấy chuyển nhà đi xa. Bây giờ em cũng không biết bác ấy ở đâu. Bác ấy chưa từng quay lại nơi này. Rốt cuộc em muốn nói gì đây? Anh sẽ đi tìm bác em. Anh tìm bác ấy làm gì? Anh muốn hỏi cho rõ ràng. Hỏi rõ ràng á? Anh muốn hỏi chuyện gì? Hay anh nghi ngờ bác em nhận tiền bồi thường từ bố anh rồi một mình nuốt trọn, ôm tiền đi hết để chị em phải sống cuộc sống cơ cực? Bây giờ anh không thể khẳng định bất cứ điều gì. Từ lúc em biết chuyện, anh chưa từng nghĩ bố anh đúng và kể cả anh nữa. Anh cũng không nghĩ mình vô tội. Nhưng anh thực sự cần em Thanh à? Anh không muốn mất em. Anh về đi. Em cần có thời gian bình tĩnh lại. Bây giờ em không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến những năm tháng đó, em lại đau lòng không thở nổi. Nghĩ đến lúc em trai em bị ốm, không có tiền đi bệnh viện chữa trị, không có bố mẹ bên cạnh, anh có biết em bất lực đến thế nào không? Anh bảo bây giờ em có thể tiếp tục ở bên anh dù vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nghĩ em có thể làm được à? Anh không bắt em ngay bây giờ phải chấp nhận. Anh chỉ mong mỗi ngày có thể nhìn thấy em bình an. Chỉ cần cho anh nhìn thấy em thôi cũng được. Anh sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh thế này cô biết phải làm sao. Cô chưa từng muốn rời xa anh, chưa từng nghĩ có ngày ghét bỏ anh. Thế mà bây giờ đứng trước mặt anh nhưng lại không dám lại gần. Cô sợ, cô nói trong nước mắt. Anh đi về đi, em muốn được yên tĩnh một mình. Anh, coi như em xin anh có được không? Em muốn yên tĩnh một mình. Anh biết rồi, khi nào bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sau. Anh xin lỗi. Lòng đi về nhưng lại không thấy Tuấn đâu cả. Nghĩ thằng bé chạy đâu đó nên anh không đi tìm. Lúc anh rời ra rồi, thằng bé từ một góc đi ra. Nó nhìn theo Long nước mắt chảy dài. Nó đi vào trong nhà ngồi xuống cạnh Thanh. Thì ra lý do chị không muốn gặp anh ấy chính là vậy ạ. Thanh quay lại nhìn thằng bé. Cô thực không nhìn ra cảm xúc của thằng bé vào lúc này. Không biết nó đang vui, đang buồn hay đang phẫn nộ. Tuấn à, em đang hỏi chị đấy. Lý do chị không muốn ở bên cạnh anh ấy là chuyện này ư? Em đã biết hết rồi à? Em không phải cố ý nghe hai người nói chuyện, nhưng em cần biết lý do. Chị là chị của em không muốn chị buồn. Thanh nhìn thằng bé thở dài. Bây giờ em biết rồi đấy. Chị với anh ấy không thể được nữa. Tại sao ạ? Câu hỏi của Tuấn khiến Thanh ngạc nhiên. Thằng bé biết lý do rồi còn hỏi cô như vậy. Chị nhìn em làm gì? Chị thực sự muốn xa anh ấy ư? Em còn nhỏ, em không hiểu chuyện được đâu. Em không hiểu gì cả. Em chỉ biết anh ấy cứu em. Một người cho chị vay tiền mà không biết đến bao giờ trả lại, có thể là người xấu à chị? Chị chưa bao giờ nghĩ anh ấy là người xấu. Nhưng ông ta, ai làm người đó chịu. Chị không thể đem hết những căm phẫn dành cho ông ta để đổ lên đầu anh ấy. Xem bình tĩnh thế. Em nhớ lúc em ốm, chúng ta không có người thân bên cạnh, không có tiền. Lúc đó em đã... Tuấn nắm chặt tay Thanh, mắt thằng bé đỏ hoe. Em đã từng suýt chết một lần, đã từng không thể gặp được chị. Nên bây giờ em trân trọng tất cả mọi thứ. Chuyện của quá khứ rồi, chị đừng cố chấp để khiến bản thân đau khổ cả đời. Bố mẹ dưới suối vàng cũng không muốn chị mãi hận thù. Chuyện này dừng ở đây thôi, chị có suy nghĩ của chị. Em cũng hy vọng chị sáng suốt. Em chưa từng gặp người nào tốt như anh Long, chị đừng đánh mất anh ấy. Thằng bé đi ra ngoài, giọt nước mắt kìm nén lắm rồi, nhưng bây giờ bộc phát. Nó ôm cái cột nhà đằng trước, giống như đang ôm bố mẹ mình mà nức nở. Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ. Hai người có giận con không? Hai người oán trách con không? Con xin lỗi bố. Con chỉ không muốn chị ấy khổ. Chị ấy vì con khổ nhiều rồi. Con không muốn vì chuyện này khiến chị ấy khổ sở thêm. Chỉ có anh ấy mới có thể lo cho chị ấy cuộc sống tốt nhất thôi bố mẹ à. Thằng bé cứ thế khóc, nhưng nó không dám khóc thành tiếng. Nó sợ Thanh sẽ nghe thấy. Sợ Thanh biết nó cũng đau đớn, cũng cảm thấy căm phẫn. Nhưng người gây ra lỗi không phải Long, nó không thể ghét Long được. Long từ nhà Thanh về, anh không về nhà mà đến thẳng nhà bố. Ông ấy không muốn ở bệnh viện nên đã sớm xuất viện về nhà. Anh bước vào trong, ánh mắt anh thực sự muốn dọa chết người. Ông ấy nhìn anh, tay cầm điếu xì gà. Vẫn là cái vẻ mặt ung dung đó khiến cho anh tự nhiên cảm thấy ghét vô cùng. Con đến đây làm gì? Có phải suy nghĩ kỹ những chuyện bố nói rồi không? Đúng là con đã suy nghĩ kỹ. Tốt, vậy mới là con trai bố. Ngày mai bố sắp xếp cho con với cái Nhung gặp nhau.
Hẹn hò yêu đương, rồi sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con không nói chuyện này. Ông ấy dập điếu thuốc đứng dậy, đi thêm vài bước về phía Long. Vậy muốn nói chuyện gì đây? Con muốn bố đến xin lỗi chị em Thanh. Cái gì? Con nói cái gì? Con muốn bố đến xin lỗi chị em Thanh. Bố nghe rõ chưa? Hoang đường. Bây giờ bố vẫn cố chấp như vậy à? Bố không thể thấy mình đã sai à? Bố muốn mất đi đứa con trai này bố mới chịu đúng không? Mẹ đe dọa bố á? Muốn tự tử dằn mặt bố à? Con không phải kẻ ngu dốt đến như vậy. Nếu như bố không xin lỗi cô ấy, con với bố coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Mày dám? Cùng lắm con không làm giám đốc nữa là được chứ gì. Dù con đi ra bên ngoài làm thuê làm mướn cho người ta, con cảm thấy hạnh phúc hơn khi cuộc sống dằn vặt như thế này cả đời. Bố chưa bao giờ nghĩ cho con. Bố chưa bao giờ hỏi con có hạnh phúc không. Chưa bao giờ bố đặt mình vào vị trí của con mà suy nghĩ một lần. Bây giờ mày nhất định phải lấy đứa con gái đó đúng không? Kể cả sau này nó nhìn mặt bố mày, nó ghét đến mức không thèm chào, mày vẫn muốn lấy nó à? Có cầu xin bố đấy. Xin bố đến xin lỗi cô ấy được không? Cô ấy không cần gì. Cô ấy chỉ cần bố thành tâm hối lỗi trước bà vị bố mẹ cô ấy một lần. Như thế khó lắm mà bố. Đừng có mơ. Bố không bao giờ làm điều đó. Lòng gạt đi giọt nước mắt, ánh mắt anh trở nên kiên định. Vậy chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa. Con bàn giao tất cả công việc ở công ty, không liên quan gì đến bố nữa. Mày... Ông ấy tức đến nói không nên lời. Long không ở lại thêm một giây phút nào, đi thẳng ra cửa. Ông ấy ngã xuống ghế, tay ôm chặt tim. Tất cả những câu nói của Long như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực. Ông ấy gào lên trong tuyệt vọng. Trời ơi là trời. Ông trời ngó xuống mà coi. Con của mình, nhưng giờ muốn từ mình. Nói ra những câu nói đơn giản, giống như không còn chút tình nghĩa nào với người bố của nó. Ông ấy cả một đời sống ngang ngược, không sợ hãi bất cứ người nào. Bây giờ phải chịu thua trước đứa con trai chính mình sinh ra. Cả đêm đó không chợp mắt, cứ ám ảnh bởi những hình ảnh xảy ra trong quá khứ nhiều năm trước. Đến khi mệt quá thiếp đi, nhưng giấc ngủ cứ thế chập chờn, không biết đang mơ hay tỉnh. Cánh cửa đang đóng bỗng nhiên mở ra, thấy hai bóng dáng đi vào mờ mờ ảo ảo. Ông cố gắng mở mắt xem ai nhưng không nhìn rõ. Ông ấy ngồi dậy bước từng bước về phía đó, hoảng hồn khi nhận ra chính là bố mẹ của Thanh. Ông ấy ngã lăn ra đất, hai tay chân luống cuống miệng lắp bắp. Hai người đến đây làm gì? Họ đi từng bước về phía ông ta. Ông ta cứ thế lùi lại cho đến khi cả người chạm vào tường không thể bước thêm bước nào. Ông ấy khua tay loạn xạ. Các người tránh ra. Tôi không làm gì. Tất cả là chuyện ngoài ý muốn. Tôi không hề muốn hại chết hai người. Giọng nói vang vọng trong đêm. Đúng là ông không muốn hại chết chúng tôi, nhưng ông đang từng ngày từng bước hại chết con gái tôi và cả con ông nữa. Các người vớ vẩn gì thế? Tôi chưa bao giờ có định hại chết con các người. Tôi chưa từng động đến một sợi tóc của nó. Ông đến xin lỗi nó đi. Xin lỗi nó, để cho nó và con trai ông đến với nhau một cách trọn vẹn đi. Các người điên à? Nó ghét tôi như vậy, sao tha thứ cho tôi? Nếu ông không xin lỗi, đời này em không bao giờ thoát khỏi những ám ảnh. Ông muốn con trai ông khổ sở, muốn nó sống như ông à? Im đi, cút hết đi. Khuôn mặt máu me cứ thế cúi dần xuống, ánh mắt chuyển dần sang tức giận rồi phẫn nộ. Ông không đến xin lỗi con bé, để cho mọi thứ tiến triển tốt hơn ý, thì ông đừng có trách tại sao chúng tôi đeo bám ông cả đời. Đây không phải là đang cầu xin ông, mà là ra lệnh cho ông phải bù đắp cho con bé. Cả đời này ông phải bù đắp cho nó, nếu không ông sống không yên được đâu. Ông sống không yên được đâu. Những câu nói vang vọng, ông ấy sợ hãi khuôn tay loạn xạ. Dù ông ấy bật dậy mồ hôi ướt đầm đìa, nhìn ra phía cửa thì vẫn đóng. Hóa ra tất cả là giấc mơ, là cơn ác mộng. Nhưng tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ đó ám lấy thần trí ông, khiến ông một giây một phút cũng không thể nào ở yên được. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung tập truyện thứ 3 cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung của tập 4 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Đây cũng chính là tập cuối của truyện. Các bạn hãy dự đoán cái kết của câu chuyện như thế nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng đừng quên đăng ký kênh, like, share video, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team truyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày. Xin chào.